Vâng, tí thì chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nhanh bác một số mặt hàng bên em đang phân phối nhá. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá bác luôn. Để bác nào có nhu cầu về hàng hóa thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với những cái số điện thoại các bác đang nhìn thấy trực tiếp ở trên màn hình nhá. Gọi điện trực tiếp theo hai cái số điện thoại trên màn hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý em, khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đó là em sẽ đi về những cái mã hàng đầu tiên trong cái video hôm nay. Xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó, xem sản phẩm và video mới nhất của em có nhá. Rồi em vào luôn cái mã hàng đầu tiên. Đấy, tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dụng cụ gắp mắt dứa mắt thơm này, rất tiện dụng luôn, sử dụng gia đình nhà mình hợp lý này. Giá thì bình dân thôi, chỉ có 15k một cái nhá. Chất liệu này bằng inox, nó rất là sắc bén mà rất hay về các bác dùng để các bác gắp những cái mắt dứa trong quả dứa ra. Đấy, các bác chỉ việc châm vào các bác gắp ra, châm vào các bác gắp ra rất tiện dụng luôn. Đó, 15k một cái nhá. Lên mã giúp em sẽ cái dụng cụ gắp mắt dứa nhá, gắp mắt dứa, gắp mắt thơm, gắp mắt khóm. Đấy, trong Nam hay gọi là khóm hoặc là quả thơm, ở ngoài Bắc hay gọi là quả dứa. Đó, 15k một cái nhá, 15k một cái dụng cụ gắp mắt dứa, gắp mắt thơm, gắp mắt khóm nha. Đây, bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây, đấy, rất tiện dụng nhá. Đây này, chị là chị gắp quen tay này, gắp rất ngọt ngào luôn. Đấy, cái này về các bác gắp một thời gian là các bác dùng nó quen tay mà. Đấy, có thấy không, gắp lên quả dứa nhìn rất là đẹp, nhìn rất là hay, đỡ tốn thịt dứa nhá. Đấy, bình thường các bác này gọt gọt mất công, con này gắp rất ngon luôn. Đó, nhìn rất là hay nhá, bắt mắt đó và dễ dàng sử dụng luôn. 15k một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ gắp mắt dứa nhá, đang bán bác là 15k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã, nó là cái bộ dĩa Đức này. Đấy, bộ dĩa Đức 10 cây của thương hiệu Welling nhá, của thương hiệu Welling, hình hai người này. Đấy, hình hai người. Lên mã em sẽ cái bộ dĩa Đức. Cái bộ này thì về các bác chuyên dùng để các bác ăn hoa quả nhá, rất tiện dụng luôn. Một bộ dĩa Đức này là sẽ bao gồm là 10 cây. Đấy, chất liệu bằng inox này. Đấy, 10 cây nhá. Đây, logo Welling trên từng cây một này. Đấy, về các bác hay có những cái món ăn hoa quả thứ rồi. Đôi khi ví dụ ở nhà mình ăn cầm tay thứ không sao, như ví dụ như các bác nhà có khách khứa, đôi khi các bác sử dụng này, rồi ví dụ như các bác chuyển sang cái món này đi nó quen đi. Đấy, đỡ phải cầm tay, đôi khi nó đỡ mất vệ sinh nhá. Đấy, thì các bác chuyển sang cầm này rất sạch sẽ, ok luôn. Đấy, dùng để ăn hoa quả rất là ok. Đấy. Một hộp là 10 cái nhá, một hộp là 10 cái dĩa này này, một hộp dĩa Đức của Nguyên Linh là số lượng là 10 cái nhá. Đấy, 10 cái. Đây, 10 cái này. Đấy, báo giá bác luôn. Đó thì bên em đang gửi bác giá rất là hạt rẻ dễ mua. Lên mã như em sẽ là cái bộ dĩa Đức ăn hoa quả 10 cây. Bộ dĩa Đức này. Bộ này thì bên em đang gửi bác giá, một bộ này là 10 cây, giá chỉ có 40.000 thôi. 40.000 một bộ dĩa Đức 10 cây. Đấy, nhà đôi khi hay có khách khứa, các bác lên để các bác cho vào những cái đĩa hoa quả. Đấy, ăn cho nhìn nó sang trọng lịch sự. Đấy, đôi khi khách khứa là rất là ngại cầm bốc tay. Đấy thì có cái dĩa ăn hoa quả này thì dùng rất là tiện luôn. 40k một hộp nhá, 40k một hộp, để bán cả hộp này luôn, là một hộp này là 10 cái này. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây cọ cốc bằng silicon. Đấy, phần thân này có nhựa, còn cái phần đầu cọ nó xong silicon. Cái con này chiều dài nó rơi khoảng tầm 25 cm nhá, 25 cm. Đấy, các bác cọ những con cốc sâu hoặc ví dụ như là chai lọ thì các bác cọ rất là ok luôn. Đây, cái dạng đầu của nó sẽ là đầu silicon này. Đấy, các bác cọ rất là sạch luôn mà không lo nó bị xước cốc. Bình thường là những cái cốc sâu ấy là các bác rất là khó cọ, rất là khó thò tay vào các bác cọ, thì đây các bác mua cho mấy cây này về. Đấy, một cái giải pháp sử dụng rất là hay luôn, các bác mua về mình để cọ cốc, cọ rửa cốc chén các thứ ok luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây cọ cốc đầu silicon nhá. Đấy, bên em đang gửi bác một cái cây cọ cốc đầu silicon này với giá sẽ là đi 20k nhá, 20k thôi. Đấy, dùng rất tiện dụng luôn, 20k một cây cây cọ cốc đầu silicon nhá, 20k một cây. Sau vào tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ nắp cống nhựa chắn mùi. Đấy, cái này về bác nào nhà vệ sinh có này, hay có cái món mùi hôi thối ở cống nó bốc lên thì về bác mua cho mấy cái cống này về. Đấy, cái cống này thì thiết kế dạng là cống một chiều nhá, nó kiểu dạng fan một chiều, nó chỉ có đẩy xuống, nó còn là khi mà đẩy lên thì nó sẽ tự động là sẽ đóng kín lại. Đây này, coi nhìn này, đấy nó có phần lõi đẩy lên là tự động nó sẽ đóng kín lại các bác, đỡ mùi hôi nhá. Đấy, mà vẫn có thể dùng cái cống này làm cái cống để các bác thoát nước ok luôn. Đây nó có phần lưới lọc này. Đấy, lưới lọc, còn đây là cái phần miệng dưới nó này. Đấy, về các bác ấn xuống sau đó các bác xài thôi. Con này nó sử dụng cái dạng silicone. Đây là khi mà các bác sử dụng rất là dễ dàng lắp đặt và dễ dàng sử dụng nhá. Giá thì bình dân vô cùng luôn. Lên mã cho em sẽ cái bộ nắp cống chắn mùi nhá. Bên em đang bán một cái bộ nắp cống chắn mùi nha, với giá sẽ là đi 20k nhá, 20k. Lên mã cho em sẽ là cái nắp cống nhựa nhá, nắp cống nhựa chắn mùi.
Đó, đang bán bác là 20k một cái thôi, chỉ có 20.000, giá rất hạt rẻ, dễ mua. 20k một cái, về các bác cũng lắp đặt vào cái cống nhà mình cho đỡ mùi lên nhá. 20k, cái thiết kế rất là thông minh bây giờ, và giá rất hạt rẻ bình dân. Và cái dòng nhựa là các bác dùng thì siêu bền rồi, nếu mà các bác dùng làm nắp cống thì siêu bền luôn, không biết đến bao giờ hỏng nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Nhà tắm bốc mùi hôi khó chịu, da và tóc trượt xuống cống gây tắc nghẽn, côn trùng và vi khuẩn tràn lên theo đường ống. Bộ lắp phễu ngăn mùi thoát sàn chống trào ngược là sản phẩm dành cho bạn. Sản phẩm sẽ giúp bạn ngăn chặn mùi hôi và vi khuẩn, thoát nước dễ dàng, xóa bỏ nỗi lo tắc cống. Bộ lắp phễu ngăn mùi lắp đặt dễ dàng, bảo vệ sức khỏe bạn và gia đình, và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm chi phí vì sản phẩm thay thế các loại lắp inox đắt đỏ kém hiệu quả. Giờ đây bạn chỉ cần bỏ ra chi phí rất nhỏ mà vẫn đạt được hiệu quả vượt trội. Đấy. Chi phí bỏ ra rất là nhỏ, chỉ có 20.000 bộ thôi. Về các bác sử dụng xài rất là hay. Đấy, đỡ mùi nó bốc lên, các thứ đỡ côn trùng nó chui lên nhá. Đấy, vừa an toàn sức khỏe mà rất là tiện luôn. 20k bộ nhá. Lên mã cho em sẽ là cái nắp cống nhựa chắn mùi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, nó là cái hộp tinh dầu Dubai, một hộp là 5 lọ nhá. Đấy, hàng của Made in Dubai này. Một hộp này sẽ gồm có là 5 lọ tinh dầu trong này. Đấy, rất là thơm luôn, và cái mùi thơm toàn bộ là 5 mùi nó đều khác nhau nhá. Đấy, lưu hương cực kỳ lâu. Hàng chuyên tinh dầu của Made in Dubai. Đấy, Made in Dubai này. Đằng sau này sẽ có mã code, mã vạch đầy đủ luôn. Đấy, mã code, mã vạch đầy đủ hết luôn nhá. Made in UAE này, rất xịn sò luôn. Một hộp này sẽ gồm có là 5 lọ nhá, 2 4 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Đấy, thoải mái các bác sử dụng luôn. Đấy, đi chơi đi tiệc, đi nọ đi kia giờ. Đấy, có tất cả các mùi khác nhau nhá. Dành cho chị em phụ nữ hoặc đàn ông đều được hết nhá. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái hộp tinh dầu Dubai 5 lọ này, với giá thì cũng rất là bình dân. Đấy, tinh dầu Dubai. Tinh dầu Dubai. Với giá một hộp này là 5 lọ sẽ là đi 70.000 các bác nhá. Lên mã em sẽ là một hộp tinh dầu Dubai, là bán cả hộp luôn nhá, không bán lẻ nhá. Là một hộp này là 70k, để cho 5 lọ nhá. Hàng của Made in Dubai, Made in UAE đấy, rất xịn sò luôn. Đây một hộp rất đẹp, 5 lọ này mùi rất là thơm nhá, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Cái dòng tinh dầu này thì các bác biết rồi. Đấy, nó chiết xuất 100% là từ tinh dầu luôn, nên cái tinh dầu rất là đặc. Đấy, không bình thường là các bác hay mua những cái dạng nước hoa thì nó pha ra có nước rồi. Đây là dạng tinh dầu, nghĩa là dạng nguyên chất luôn, nên là xài rất là ok. 40k nhá, 40k, 70k nhá, xin lỗi bác, là 70k một hộp tinh dầu Dubai 5 lọ này. Đấy, 70k một hộp, giá rất là rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng, đó là cái hộp đá vĩnh cửu 6 viên, hàng cũng của thương hiệu Willing này. Đấy, một hộp này sẽ gồm có là 6 viên, đi kèo là một cái góc đá này nữa. Đấy, về các bác sử dụng này, cái dòng đá vĩnh cửu này thì về dùng rất là an toàn và ok. Đấy, không như cái dòng đá thường mà nó vẫn có cơ chế là làm lạnh như cái dòng đá thường luôn. Ở đây một cục của nó sẽ đúc liền này, đấy có logo Wailing ở bên trong này. Đấy, đi về các bác chỉ việc là bỏ trực tiếp cái viên này vào trong tủ lạnh và lúc nào dùng được các bác lấy ra. Đấy, phù hợp cho các bác nào uống bia uống rượu vẫn muốn mát nhưng mà lại không bị loãng nhá. Đấy, uống đặc đôi khi bác quen rồi. Đấy, các bác mua cho em cái bộ này về. Đấy, uống vào mà lại gì kiểu là mình ướp vào mà nó làm lạnh đá đúng như đá kia luôn. Đấy, và khi nào mà dùng xong thì mình có thể tái sử dụng nhá. Các bác rửa sạch đi, các bác lại cho vào lần sau lại các bác lại dùng được ok luôn. Rất tiện và rất hay. Đó, lên mã em sẽ cái hộp đá vĩnh cửu 6 viên nhá. Đấy, em báo giá luôn. Giá thì một cái hộp đá vĩnh cửu 6 viên nha. Đấy, với giá sẽ là 60k một hộp nhá. Lên mã em sẽ là đá vĩnh cửu. Đấy, đá vĩnh cửu nhá. Dùng được nhiều lần và làm lạnh khá là nhanh. Đấy, làm lạnh như đá kia luôn. Về các bác chỉ việc bỏ vào tủ đông cho mình. Sau đó là 1 2 tiếng là nó sẽ lạnh, là các bác lôi ra các bác xài thôi. Là khi nào mà xài xong thì các bác lại rửa sạch đi, mình lại lần sau mình có thể sử dụng được nhiều lần nhá. Một hộp đá vĩnh cửu 6 viên. Đấy, với giá thì sẽ là đi 60k một hộp nha. Đấy. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ nạo 3 món này. Lên mã em sẽ cái bộ nạo 3 món nhá. Bộ này sẽ gồm có là 3 món cho bác luôn. Về các bác xài thoải mái luôn. Đấy, gia đình rất là ý. Đây. Một bộ sẽ gồm có một cái cây nạo này, một cái cây nạo này sẽ có là nạo thường và nạo sợi nhá, một cái cây dao để các bác có thể là tỉa hoa, gọt hoa quả các thứ này. Rồi là đặc biệt là các bác hay có những cái món lòng gà, lòng vịt ấy. Các bác rạch ra rất là khó để các bác mua này về, nó rất là nhỏ này. Đấy, các bác luồn lách rất là ok. Và ngoài ra đây nó có một cái cây zip này, để các bác kẹp đằng sau. Các bác dùng các bác kẹp zip nhá. Đấy, kẹp zip các thứ ok. Một cái cây nạo thường, nạo kiểu dạng nạo thường, nạo tay ngang này. Đấy, cây này cây nạo tay đứng này. Thì sẽ có là chế độ nạo thường và chế độ nạo sợi này. Đấy, full combo một cái bộ sản phẩm 3 món nha. Đấy, lên mã em xem cái bộ nạo 3 món nhá. Đấy, bộ nạo 3 món, bộ này thì bên em đang gửi bác giá rất là hạt rẻ dễ mua, 30k một bộ nhá. Lên mã em xem cái bộ nạo 3 món này. Nạo 3 món 30k. Đấy, 30k một bộ nạo 3 món. Đấy, bao gồm là một nạo này, một dưa và một kéo nhá. Đấy. 30k một bộ nạo 3 món nhá.
cái sản phẩm này thì nhiều bác hỏi nó bằng chất liệu gì thì em bảo luôn là chất liệu bằng inox 34 nhá, thì các bác về xài nó rất là bền, không lo gì sét mà sắc cũng rất là lâu luôn. Đó, chất liệu toàn bộ bằng inox 34 luôn, để dùng rất ok. Đó, về nạo sắc bén lắm, nạo ngọt lắm, nạo hoa quả thì là nạo rất ok luôn. 60k bộ nhá, bộ nạo 3 món. Đó là cái này là cái lọ keo dán giày này, cái lọ keo dán giày nhá, về các bác chuyên dùng để dán giày, dán dép dùng rất hợp lý luôn. Đây. Đấy, về các bác chỉ việc là mở nắp này, đấy, sau đó là những cái chỗ nào vết nứt giày dép rồi các bác nhỏ trực tiếp nó vào nhá. Đấy, nó là dạng keo này, đấy các bác nhỏ trực tiếp nó vào, sau đó là các bác xài thôi, rất hợp lý luôn. Một cái lọ keo dán giày này bên em đang gửi bác giá sẽ là 20k một lọ nhá, 20k một lọ. Còn các bác lấy 3 lọ thì bên em sẽ tính với bác giá sẽ là đi 50k, giá rất bình dân hạt rẻ luôn, 20k một lọ. Còn các bác lấy 3 lọ thì sẽ là 50.000 nhá. Đấy, lên mã cho em sẽ là keo dán giày nhá, 20k một lọ, lấy 3 lọ là 50.000. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, dán giày dép rất ok nhá, dán cả giày, dán cả dép luôn. Đấy, mũi giày dép rách dép nhá, về các bác chỉ việc giỏ vào sau đó các bác dính vào nhá, rất ok. Đấy, dính giày dính dép ngon lành luôn. Nó rất tiện dụng, đỡ phải phí phạn bỏ đi. Và các bác đôi khi là giày nó hơi hỏng một chút, hơi rách một chút, các bác bỏ rất là phí. Đấy, mua về mình vẫn tận dụng, đi được không nhá. Đấy, về dính vào cái là đi luôn, ok luôn. 20k một típ nhá, 20k một típ keo dán giày này. Các bác lấy 3 típ thì giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho 3 típ keo dán giày. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ bài vàng bạc này. Đấy, bộ bài vàng bạc thì tại vì em đang có hai mã là bộ màu bạc và một mã là bộ màu vàng. Đấy, thì các bác lấy bộ nào được báo cho em nhá. Hai bộ này giống nhau như hệt thôi. Đấy, chất liệu của nó toàn bộ mica này, các bác xài rất là bền. Đây. Nó dạng nhựa mica nhá nên là xài rất là bền luôn. Đó. Đây này. Đấy, thấy không? Nhựa mica các bác xài bộ này thì chắc là không biết đến bao giờ phải hỏng luôn. Đấy, toàn bộ nhựa mica. Đấy, cái này mạ vàng sáng bóng luôn này, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, quân số nhìn to rõ ràng. Ok nhá. Bộ này bộ bài về các bác chơi. Và các bác xem phong thủy. Đấy, cái này em bán cho nhiều bác hay xem phong thủy, các bác cũng hay mua bộ này. Đó. Giá thì hôm nay em cũng xả kho bộ luôn, bữa trước đang bán bác giá là đi 60.000, về bác mức giá rất dễ mua luôn. 40k bộ nhá, 40k, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bài vàng. Đấy, bộ bài vàng đang gửi bác mã giá một cái bộ bài vàng bạc này, giá sẽ là đi 40k bộ nhá, bữa trước đang bán là 60.000 đấy, mà em xả kho còn ít nữa, bán nhanh xả kho luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ bài vàng bạc 60k, giảm luôn đấy bác, giá chỉ còn có 40.000 bộ thôi, 40k bộ nhá, giá rất dễ mua, 40k bộ này. Đấy, sẽ có hai màu là màu vàng màu bạc, lấy màu nào có báo cho em nhá. Đấy, màu vàng màu bạc bằng giá luôn là 40.000 một bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đèn tủ. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái đèn tủ nhá, cái này thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái đèn tủ này với giá sẽ là 40k một cái nhá. Đấy, đèn tủ về các bác lắp vào trong tủ quần áo và các bác cứ lắp ở cầu thang, đường đi lối lại và gầm giường rất là hay. Đấy, cái đèn này thì khi mà có cảm biến qua là tự động là nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, thì trong bộ sản phẩm là bao gồm là một đèn này, một đèn rồi là có cái một cả cái miếng dán để các bác dán lên tường, lên những cái chỗ nào vị trí nào các bác lắp đặt thì các bác dùng miếng dán các bác dán đỡ phải khoan ốc vít các thứ ra, hoặc thì không nếu mà có đinh sẵn rồi thì mình có thể là đeo vào cái lỗ đinh ở đây, nó có cái lỗ đinh này đấy, và một cái cọng dây cáp sạc nhá. Cái hay của sản phẩm này thì nó đã có pin sẵn ở trong như này rồi thì các bác về chỉ việc dùng thôi. Đấy, thì ở đây nó có cái con mắt cảm biến này, khi mà có chuyển động vật thể qua thì tự động đèn nó sẽ sáng lên nhé, cái ánh sáng nó vừa đủ thôi các bạn. Đấy, ánh sáng nó vừa đủ để các bác tiện việc mình có đi lại ở cầu thang, hoặc là ví dụ mình để trong gầm giường thứ, đôi khi ví dụ mình có đang ngủ đêm mình dậy mình đi có việc các thứ thì tự động nó sẽ sáng lên rất tiện dụng luôn. Hoặc các bác để trong tủ quần áo, đấy mình mở tủ quần áo là cái là tự động nó sẽ sáng lên nhá. Thì lúc nào mà hết pin thì các bác lại có thể tháo ra các bác sạc. Đấy, thì ở đây nó có dây cáp sạc này, và đây là cái dây cáp sạc. Đấy, cái nguồn sử dụng của nó sẽ là cái nguồn điện là 5V nhá, về các bác có cái cục sạc điện thoại các bác cắm vô là các bác có thể sạc cho cái đèn này rồi. Đấy, khi nào mà sạc đầy thì các bác lôi ra các bác xài thôi. Đấy, nói chung là con này sạc một lần thì dùng rất là lâu. Giá thì bình dân chỉ có 40.000 thôi, về các bác sử dụng lắp vào tủ quần áo, lắp vào đường đi lối lại, cầu thang các thứ nào. Đấy, rất tiện dụng, đỡ tốn tiền điện, mà thứ hai là nó rất là tiện, nhỏ gọn, dễ sử dụng nhá. 40k một cái nhá. Lên mã giúp em sẽ cái đèn tủ nhá, đèn tủ đang gửi bác giá là 40k. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Đấy, ví dụ các bác lắp đặt lên này, đấy, bọc cái miếng dính nha, các bác dính lên. Đấy, khi nào mà có người đến cái tự động là nó sẽ sáng lên nhá, còn không thì sẽ tắt đi. Đấy, không cần vì dây dợ này lằng nhằng. Đấy, mỗi lần hết pin thì các bác lôi ra các bác sạc vào là các bác xài thôi đây. Đấy. Mình có một món đồ cực kỳ cần thiết trong cái tủ quần áo của bạn. Em
mình được một nhé. Thì đây chính là một cái đèn cảm ứng. Mọi người có thể đặt nó ở trong cái tủ quần áo hoặc là một cái tủ ngăn kéo ở trong phòng mình nha. Cái đèn này khi hết pin thì mọi người vẫn có thể sạc. Lắp ráp thì cực kỳ đơn giản luôn. Thì bây giờ mình sẽ lắp nó ở cái tủ quần áo của mình nha. Cái đèn này thì buổi tối thì nó mới phát huy tác dụng cho mọi người. Theo như mình thấy thì cái đèn này nó khá là sáng. Nó có thể soi sáng được một cái tủ cho mọi người luôn. Cái đèn đã được sử dụng. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, nó có thể là cảm biến. Nó có thể cảm biến các thứ nhá. Đấy, rất tiện dụng luôn. Đó, dính vào cái là ok. Nó có thể sáng cảm biến lúc nào cần đến lúc sáng, lúc không thì nó sẽ tự động tắt đi nhá. 40k một cái nhá, 40k một cái, rất tiện dụng, dễ dàng lắp đặt và dễ dàng sử dụng nhá. Lên mã em sẽ cái đèn tủ 40k một cái nha. 40k. Đây, quên chưa ghi giá này các bác này. 40k nhá. Vâng, tín điện chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục vào chương trình video thì lên nhanh bác một số mã hàng mà em đang phân phối nhá. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá cho bác luôn về từng sản phẩm. Đó, thì các bác nào có nhu cầu về bên hàng hóa nha em thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại nhá. Các bác đang nhìn thấy ở trên màn hình. Đó, gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý cho em khi mà các bác mua hàng thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày nay. Xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em các bác nhé. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây đèn móc khóa rất nhỏ gọn nha. Giá định rất nhỏ luôn, giá chỉ có 40k một cây thôi, cực kỳ sáng luôn, siêu sáng nhá. Đấy, và cái này thì nó có thể sạc tích điện được này. Mới nguyên hộp này, đi kèm thì sẽ gồm có là một cái cọng dây cáp sạc nhá. Đấy, và đây là cái con đèn chính này, nó rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng hai ngón tay em này, rất nhỏ gọn luôn. Các bác rất tiện dụng mang đi chỗ nọ chỗ kia. Đấy, cái con này rất hay, nó có cả cái nam châm hít này. Đấy, có cả nam châm hít luôn nhá. Đấy, các bác để những cái chỗ mà sát xíu các thứ là ok. Đây, em hít cho bác coi. Đấy, nó có nam châm này, nó hít rất ok. Cái này nó không phẳng nên hít nó không chặt mấy. Đó, đây. Đấy, các bác có thể là hít nam châm này, rồi là móc đeo chìa khóa này, khui bật bia này. Đấy, đây là cái phần móc đeo chìa khóa này. Đó, đằng bên hông này thì sẽ có là cái nút bấm bật đèn này, một cái bên hông bên này thì là cái phần để các bác cắm sạc nhá. Đấy, khi mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây cáp này các bác cắm vô đây. Và cái đầu còn lại thì các bác cắm trực tiếp vào cái củ sạc nhà mình hoặc là cái cục sạc điện thoại ấy, nguồn 5V ấy, là các bác có thể sạc cho cái đèn này ok rồi. Đó, đèn này siêu sáng luôn, rất nhiều chế độ sáng nhá. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 3 chế độ sáng nhá. Có cả nháy cảnh báo SOS này. Đèn siêu sáng luôn, nhìn các bác nhìn chói mắt luôn nhá. Bình thường các bác nhìn ở ngoài chói mắt luôn đấy. Đây em đang quay trong video đó, các bác nhìn ngoài chói mắt luôn, nó sáng kinh khủng khiếp luôn. Đấy, con này nó rất nhiều những cái mắt led này. Đấy, mắt led này là rất là sáng luôn, sáng siêu sáng luôn nhá, sáng cực kỳ luôn, sáng lắm. Một nhỏ gọn này rất là sáng. Đấy, về các bác mang đi chơi đi du lịch này, rồi anh em thợ thuyền sửa chữa này, rất nhỏ gọn là mình bỏ túi, đôi khi mình cần những con ánh sáng để mình sửa chữa đồ đạc rất hay luôn. Ngoài trời tiện cho việc di chuyển mang đi mang lại rất ok. 40k một chiếc nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái cây đèn móc khóa nhá, đèn móc khóa nhỏ gọn tiện lợi, dễ sử dụng mà siêu sáng luôn. Đèn móc khóa này, đèn móc khóa bên em đang gửi bác giá sẽ là 40k. Đấy, 40k một chiếc đèn móc khóa nhá, 40k một cây. Đấy, 40k một chiếc, rất nhỏ gọn và rất là sáng luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây cò ga trắng này. Đấy, có phần đánh lửa tự động nhá, điều chỉnh ga to nhỏ này. Đó. Hàng này thì bên em sẽ hàng lõi đồng nên về các bác xài rất là bền. Đấy, về các bác dùng để lắp vào bình ga mini các bác xài, mình kho đồ các thứ là đánh lửa, mồi ga, mồi củi rất tiện dụng luôn, mà giá là rất bình dân nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kho ga trắng nhá. Bên em đang gửi bác một cái cây kho ga trắng này, chỉ có 40k một cây thôi, 40.000 một cái cây kho ga trắng này, có đánh lửa tự động này, điều chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, về các bác lắp vào bình ga mini thì mình là chỉ việc xài thôi. Đấy, không cần phải mồi miếc gì, lõi đồng nên là dùng rất là bền luôn. 40k một cây nhá, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. 40k một cây khò ga trắng nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ được cái cây khò ga trắng. Đấy, đánh lửa bật cứ kêu tách tách luôn. Khò ga thì êm du luôn, ngon lành. Đấy, chắc chắn. Về các bác sử dụng xài ok. 40k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái vòng điều hòa huyết áp này. Cái này thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái vòng huyết áp nha. Lên mã em sẽ là vòng huyết áp này. Giá của nó sẽ là 40k một cái nhá. 40k một cái vòng huyết áp nha. Đấy, về các bác dùng để đeo tay, làm vòng đeo thời trang, rồi là điều hòa huyết áp của anh nhá, dùng rất tiện dụng luôn. Đấy, đây một chiếc vòng rất đẹp về các bác đeo vừa làm vòng thời trang. Như bác hỏi là tay to có đeo vừa không thì yên tâm nhá, đây nó có thể co giãn ra này. Đấy, các bác kéo giãn ra sau đó các bác cho vào. Đấy, đeo lên nhìn rất là đẹp luôn, nhìn rất là sang trọng lịch sự. Và đằng sau ấy thì nó có những cái viên đá này. Đấy, cái viên đá này
Để các bác điều hòa huyết áp nhé, các bác đeo là rất tiện dụng luôn. Đó, điều hòa huyết áp tránh tình trạng là huyết áp cao, huyết áp thấp cái thứ rồi, rất ok. À, 40k một chiếc nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái vòng điều hòa huyết áp nhá, 40k một cái, vừa làm vòng đeo thời trang, vừa làm vòng điều trị chữa bệnh các thứ rồi, rất là hợp lý luôn. Đấy, điều hòa ổn định huyết áp 40k một cái nhá, đẹp cực kỳ luôn. Đấy, vòng vòng huyết áp nhá, cái lên mã cho em sẽ là vòng huyết áp 40k một cái. À, bộ bài vàng này, đấy, bộ bài vàng nhá, bộ bài vàng rất là ok. Đấy, bộ này bên em bán khá là nhiều này, giá cũng rất hạt rẻ bình dân luôn. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bài vàng nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bình xịt dầu nhớt này. Cái này thì rất là hay, nói chung là gia đình nào nên cũng nên có một cái bình nha. Về rất là tiện luôn các bác, về châm dầu châm nhớt thôi. Hoặc anh em thợ thuyền ấy, hoặc các bác làm xưởng máy may thứ rồi, các bác cho dầu cho nhớt rồi các bác thi thoảng mình phun vào những cái chi tiết máy thứ rồi, bôi trơn các thứ rồi. Cái con này rất hay là cái phần ống các bác có thể bẻ cong đi. Đấy, những cái chỗ vị trí góc khuất các bác vẫn có thể là các bác xịt được. Đấy, rồi là tay bóp rất nhẹ nhàng ok luôn. À, thân bình thì toàn bộ bằng kim loại nhá. Đấy, các bác xoáy ra. Châm dầu châm nhớt đây, sau đó các bác lại cho vào đây, nó có cả cái phần lọc lọc dầu cặn cái thứ này. Đấy, rất là hợp lý luôn. Báo giá bác luôn nhé, bên em đang gửi bác một cái bình xịt dầu nhớt này với giá sẽ là 40k, lên mã cho em sẽ là cái bình xịt dầu nhớt này, xịt dầu nhớt đang gửi bác là 40k một cái nhá, 40k một cái bình xịt dầu nhớt này, có thể bẻ cong uốn cong phần đầu vòi rất ok, 40k một cái. Cái dòng bóng đôi bên em tiếp tục hàng về này, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bóng đôi nhá. Đấy, một cái bộ bóng này thì sẽ có hai quả. Đấy, một quả công suất sẽ là 20W này và một quả công suất sẽ là 30W này. Đó thì bên em bán được combo là cả hai quả như này luôn, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là bóng đôi. Đấy, bộ bóng đôi báo giá bác luôn, đang gửi bác giá cực kỳ tốt luôn, 50k một đôi nhá, 50k một cái bộ bóng đôi nha. Đấy, bao gồm là hai quả, một quả 20W và một quả là 30W nhá. Con này nó sử dụng đuôi sẽ là đuôi xoáy, sử dụng điện sẽ là điện 220. Đấy, bóng đèn led với độ sáng cao, tiết kiệm điện nhá. Cái này thì sử dụng dòng chip led siêu sáng và rất là tiết kiệm điện nhá, nên là các bác yên tâm dùng rất là hợp lý. Đấy, các bác dùng gia đình bộ này cho em rất là hợp lý. Đấy, bóng to thì ví dụ như những cái chỗ nào không gian rộng có thứ rồi thì các bác lắp cho em quả to này vào. Đấy, còn những cái quả nhỏ các bác lắp những cái chỗ không gian nó hẹp hơn một chút. Đấy, nói chung nó khá là sáng nhá. Cái này em cũng đang xài mấy đôi. Đấy, em thấy ánh sáng khá là ok. Đấy, 30 và 20 nhá, một bộ này chỉ có 50.000 thôi, giá rất bình dân hạt rẻ luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ bóng đôi nhá, 50k một cái quả bộ bóng đôi nha. Đấy, 50k. À, 50k một bộ nhá, hai quả, 50k một bộ hai quả bóng đôi, một quả 30W và một quả là 20W, sử dụng đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá, đuôi xoáy phổ thông, sử dụng điện 220. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng rất là hay, đó là cái bộ kéo cắt cành trên cao. Bộ này thì sẽ bao gồm là một đầu kéo để các bác cắt cành trên cao và một cái bộ cưa nhá, một cái đầu cưa rất tiện dụng luôn. Đấy, cái này về các bác chuyên dùng để các bác sử dụng, các bác cắt rồi là các bác cưa những cành ở trên cao nhá. Đấy, bộ sản phẩm đầy đủ dây dọ thứ như này đó, về các bác lắp đặt và các bác xài thôi. Đấy, bên em bán là, em nói luôn là nhiều bác hỏi là không có kèm cán, em nói luôn là bộ này không có cán lắm nhá. Đấy, về thì các bác tự kiếm cán các bác tra vào. Đấy thì ví dụ về các bác kiếm một cái thân cán nào đó các bác về các bác tra vào. Đấy thì về lưỡi cưa được các bác lắp vào đây. Đấy, lưỡi cưa các bác lắp đây, nó có ốc vít sẵn rồi, về các bác tháo ra lắp vào đây. Đấy, là đây, quay cái lưỡi cưa ra. Đấy, và đây là cái lưỡi cưa. Đấy, ví dụ những cái cành là to là các bác dùng cái lưỡi cưa này, lưỡi cưa thép SK5 cực kỳ sắc bén nhá, rất là ngọt luôn. Và một cái phần này là cái phần lưỡi kéo này. Đấy, phần lưỡi kéo này về các bác đu cái dây vào đây. Đấy, đu cái dây vào đây. Đây ở đây có cái hệ thống dòng dọc các bác kéo này. Đấy, mỗi lần các bác kéo thì nó sẽ nghiến đứt cái cành trên cao bác nhá. Đấy, nghiến đứt cái cành trên cao bác rất tiện. Đây này. Đấy, để các bác kéo này. Kéo này. Đấy, các bác đu cái dây vào đây này, các bác kéo nó xuống này. Đấy, để các bác cắt nhá. Ở đây nó có cái lò xo này. Thì khi mà cắt xong thì nó sẽ đàn hồi trở lại nhá, rất hay luôn. Đấy, đấy là về cái phần mục kéo, còn đây là cái phần mục cưa. Đấy, full combo một cái bộ này bao gồm là cả kéo cả cưa. Đấy, thì về các bác kiếm cho một cái khúc que xào các bác chọc vào đây, sau đó là các bác có thể là mình cắt những cái cành ở trên cao rất là hay luôn. Đấy. Một cái bộ này thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 130.000 một bộ nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ cưa kéo cắt cành trên cao. Đấy. Kéo cắt cành trên cao nhá, cứ lên mã cho em sẽ là kéo cắt cành trên cao này, kéo cắt cành trên cao. Đấy, cả cưa cả kéo cắt cành trên cao nhá, giá thì sẽ gửi bác là 130.000 bộ thôi, 130k một bộ này, giá rất bình dân hạt rẻ, bao gồm là cả dây cả lưỡi cưa cả lưỡi kéo một bộ này luôn, là 130k một bộ. Đấy, là một bộ trên hình các bác đang coi nhá. Đấy, là 130k. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Con này được cắt rất là hay, rất là tiện mà nó cắt rất là ngọt luôn. Đây, các bác cùng coi này.
Đây. Xin chào bà con cô bác. Để phục vụ bà con nông dân thuận tiện trong quá trình chăm sóc vườn, em xin giới thiệu các bác sản phẩm kéo cắt cành trên đấy, cao. Về các bác kiếm cái khúc gỗ, khúc cây các bác luồn lên. Cao cành muốn thì các bác chọn lợi rồi siết chặt tít vào, lưỡi kéo bén nên cắt rất nhanh. Các bác cảm giác cắt đó, rất nhẹ nhàng, rất ngọt nhá. Bởi hệ thống tay cầm thông qua dây kéo dòng dọc. Cây là to quá thì mình cưa. Một sản phẩm rất hữu ích cho các bác nhà. Xin chào bà con, cô bác. Đấy, các bác cùng xem lại một lần nữa này. Đấy, đi về các bác luồn dây rồi nhá. Đấy, sau đó các bác kiếm một cái que xào, các bác chọc vào cái lỗ này, siết cái ốc vào. Đó, lắp lưỡi cưa thứ đầy đủ ngon lành vào. Đấy, lắp dây vào và các bác chỉ việc đứng dưới các bác kéo thôi, rất tiện dụng luôn. Đấy, những cái cành nhỏ này thì các bác cắt này. Những cái cành to thì mình dùng cưa mình cưa, rất ngọt ngào luôn, ok luôn. Đấy. 130k một bộ thôi, giá rất hạt rẻ mà dùng rất là tiện. Đấy, cho các bác dùng cắt những cái cành trên cao mình đỡ phải leo trèo nguy hiểm. Đó, mình chỉ việc đứng dưới dùng cái này mình cho lên sau đó mình cắt thôi. 130k bộ nhá. Rồi các mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ kéo cửa tự động này. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo cửa nhá. Đấy, bộ kéo cửa. Rất hay luôn. Về các bác lắp vào cái cửa nhà mình. Rất là tiện dụng. Đấy, mỗi lần ví dụ các bác hay cứ phải hay đóng kéo vào rất là mất công. Đấy, nhưng khi mà các bác lắp bộ này vào là tự động là nó sẽ đóng cửa vào cho bác luôn, rất tiện dụng đây. Thì cái nguyên lý động thì về các bác kết nối cái bộ này cùng với lại vào cái bản lề này. Đấy, có phần lại có bác quặc cái cửa này. Khi mà các bác đẩy cái cửa ra, đấy quặc đây. Khi mà các bác đẩy cái cửa ra thì nó sẽ kéo dây ra. Còn khi mà các bác để không thì tự động là nó sẽ thụt cái dây này vào. Đấy, đây này. Đấy, cái dây này là nguyên lý động, nó kiểu dạng dây cót này. Nó sẽ tự động nó thu cái dây này vào nhé. Đó, tự động nó thu cái dây vào. Và cái lực thu nó rất là mạnh luôn. Nên là cửa to, cửa nhỏ là các bác có thể chơi được hết luôn nhé. Đấy, đi kèm nó cả một cái miếng nhựa nữa. Đấy, để các bác xài nhé. Đó thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo cửa nhá. Đấy, bộ kéo cửa một bộ này thì bên em đang gửi bác giá chỉ có là đi 50k bộ thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo cửa. Đấy, bộ kéo cửa này. Bộ kéo cửa tự động này, kéo cửa nhá. Bộ kéo cửa tự động. Giá của nó sẽ là 50k một bộ nhá. 50k một bộ kéo cửa này. Đấy, nó nguyên lý hoạt động của nó là như thế đây. Các bác cùng xem cái công dụng thực tế về sản phẩm đó cùng con này đây. Đấy. Đó thì về các bác lắp đặt vào này, một phần thì các bác cái cục thì các bác dán vào hộc cửa này, còn cái phần còn lại các bác dính vào. Đấy, khi mà các bác đẩy cửa này, đó tự động là nó sẽ kéo nó đóng vào luôn, các bác không cần phải đóng nhá. Đấy, tự động nó kéo nó đóng vào luôn nhá. Nhà hay có trẻ con hoặc là ví dụ như hay có động vật các thứ ra, nó nhiều khi các bác quên đóng cửa rất là nguy hiểm thì các bác mua cái bộ này về. Đấy. Là khi mà mình đi ra cái là tự động nó sẽ kéo nó đóng chặt vào luôn. Đấy. Cho cái này dùng cho được cho cả cửa đẩy hoặc là cửa lùa đều được nhá. Đấy, cửa đẩy hoặc cửa lùa đều được hết luôn. Đấy, các bác cùng xem kỹ lần nữa này. Đó, quặc vào. Đẩy vào cái này, đẩy ra này. Đấy, tự động nó sẽ kéo vào này. Đó, đẩy ra cái này. Đó, tự động nó sẽ thu vào, rất hay luôn. Sử dụng rất là thực tế nhá, đây. Đó. Đấy. Cửa luôn được đóng kín, muỗi khó bay vào, gió điều hòa khó thoát ra, bảo vệ con nhỏ hay động vật bò ra ngoài khỏi tầm mắt. Lắp đặt đơn giản. Đấy. Nói chung là cái con này lắp đặt đơn giản là không cần phải khoan đục gì ở đây, vì đây nó có cả những cái miếng băng dính sẵn rồi này. Về các bác chỉ việc bóc ra các bác dính vào là xong. Đó thì chỉ việc kéo ra. Đấy, kéo ra còn tự động nó sẽ thu vào nha. Đấy, tự động nó sẽ thu vào này. Đó, nó thu vào. Đó, đấy, rất hay luôn nhá. Đó, 50k một bộ kéo cửa tự động nhá. 50k một bộ. Tiếp theo thì bên em về tiếp tục cho bác cái mã pin 18650 này về các bác sử dụng này. Đấy, thiết bị máy móc các thứ bây giờ rất nhiều những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này. Đấy, dòng pin 18650 nhá. Dòng này thì hàng của hãng luôn nhá. Ultiflash này. Đấy, dung lượng pin sẽ là 6800 mAh. Đấy, cái công suất pin sẽ là 3.7V một viên nha. Đó, đầu âm đầu dương ok luôn. Về các bác lắp đặt vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này rất là nhiều. Cái pin này thì nó là dòng pin khô. Đấy, pin sạc tích điện nhá. Khi mà hết pin thì các bác lại có thể là cắm vào các bác sạc. Đấy, sạc đầy pin thì mình lại mang ra mình dùng. Đấy, dùng đầy thì mình lại dùng hết rồi thì mình mang vào mình sạc. Đấy, nó có thể tái sử dụng được nhiều lần nhá. Và cái dòng này thì cái pin nó rất là trâu và cái thời gian tích điện nó rất là lâu. Nói chung là sử dụng rất là hay luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái pin 18650. Bên em đang bán lẻ một viên như này là 20k một viên nhá. 20k một viên pin 18650 nha, 20k một viên thôi. Giá rất hạt rẻ mà dùng rất là hay. Đó, pin 18650 nhá. 20k một viên nha. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà đó là cái cây cà lê 8 đầu này. Lên mã sẽ là cái cây cà lê 8 đầu nhá. Cây này thì giá rất bình dân, sẽ là 90.000 một cây nhá. 90k một cây cà lê 8 đầu này, 90k một cây, dùng rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì một cái cây cà lê này nó sẽ gồm có là 8 đầu có nhá, 8 đầu khác nhau. Đó, 8 đầu cà lê khác nhau. Đầu nhỏ nhất sẽ là đầu đầu nhỏ nhất của nó sẽ là đầu 8 nhá. Đầu nhỏ nhất sẽ là đầu 8 và đầu lớn nhất của nó sẽ là vào đầu
19 nha, 19. Đấy, bên này là 19 này, 17 này, 16 này, 14 này. Đấy, và bên này thì sẽ có là 8 này, 10 này, 11 này và 13 này. Đấy, những cái đầu phổ thông nhất, những cái đầu phổ thông nhất hiện nay. Đấy thì cái con này các bác có thể là xoáy đa năng các loại ốc luôn, từ 8 cho đến 19 các nhá. Từ 8 đến 19 thì nó sẽ có hai đầu. Đấy, các bác xoáy các loại ốc đa năng. Đấy, dùng cho anh em thợ thuyền, các bác sử dụng gia đình rất là hợp lý luôn. Một cái cây cà lê 8 đầu đa năng. Đấy, mỗi bên là 4 đầu nhá. 90k một cây thôi, giá rất hạt rẻ luôn. À, toàn bộ thì nó là dòng thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn luôn. Lên mã cho em sẽ cái cây cà lê 8 đầu đang gửi bác là 90k một cây nhá, 90k một cây. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, bán rất là nhiều các rồi. Các bác đi sửa chữa máy móc mang một đống cà lê đi, lung tung tìm kiếm mất thời gian. Với chiếc cà lê 8 trong một kiểu mỹ này giúp các bác vừa tiết kiệm chi phí, thời gian tìm kiếm đủ. Vặn được tất cả bu lông ốc vít với đủ loại kích thước, thao tác dễ dàng, không đòi hỏi quá nhiều sức lực. 48 công cụ chỉ trong một chiếc cờ lê, không phải mất công tìm cờ lê phù hợp vặn ốc, quá tiện lợi các bác ạ. Các đấy, thực tế về sản phẩm nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy. 8 trong nói chung là 8 trong 1 luôn, 8 trong 1 đầu như chiếc cờ lê này. Lên mã em sẽ cái cây cà lê 8 đầu, 90k một cây nhá. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ bóng đèn đuôi tím. Cái này thì lâu lâu không quay cho bác này. Đấy, thì hôm nay tiếp tục hàng về nhá. Bộ bóng đèn đuôi tím, một bộ này bao gồm là cả bóng, cả đuôi, cả dây, rất tiện dụng luôn. Đấy. Dòng bóng LED siêu sáng nhá, rất tiết kiệm điện luôn. Thì đây có nhá, một bộ này nó là nguyên mới nguyên vỉ này. Đấy, mới nguyên vỉ như này. Là nó sẽ bao gồm là một một bóng này, đấy một bóng nhá, một bóng LED siêu sáng công suất 20W nhá. Đấy, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy này và một chiếc đuôi này. Đuôi là cũng là đuôi xoáy thì cái này các bác có thể tháo rời ra để các bác có thể là ví dụ như là bóng này nó hỏng mình có thể thay bóng khác, hoặc ví dụ như là bóng này mà không thích thì mình có thể về mình thay bóng khác cũng được. Đấy, và cái đuôi này rất là hay là nó có tích hợp cả công tắc ở đây này. Đấy, lúc nào mà các bác dùng là các bác bật lên, không dùng là mình có thể tắt đi. Đấy, nó có sẵn cái công tắc ở đây và một cái sợi dây. Cái dây khá là dài đấy, dây này trọng phải được khoảng tầm 3 mét các bạn. Khá là dài đấy các bạn. Đấy, khá là dài và nó có cả phích cắm đầy đủ hết luôn. Đấy, về cái bộ này thì nói chung về các bác mua về là chỉ việc là mình phệt vào là các bác dùng luôn thôi, không cần phải đấu nối hay là dây dợ gì hay các thứ gì lằng nhằng. Về chỉ việc là cắm vào điện vào là các bác xài luôn, không cần phải đấu nối lằng nhằng. Đấy, đặc biệt cho bác nào mà nhưng trong cái công việc kỹ thuật đấu nối thứ giờ hơi kém, đấy mình không làm được thì các bác mua cái bộ này về rất tiện dụng luôn. Giá thì cũng rất là bình dân nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bóng đèn đuôi tím nhá. Đấy, bóng đuôi tím đi. Đấy, bóng đuôi tím. Cái này từ xưa này em cứ hay lên mã là bóng đuôi tím này. Cái bộ bóng đuôi tím này thì giá bình dân thôi, 60k nhá, 60.000 bộ thôi. Đấy, bao gồm là cả bóng, cả dây, cả đuôi, mà đuôi này còn có cả công tắc luôn nhá. Bóng là bóng 20W, bình thường này là các bác ra. Đây em phân tích luôn này. Đấy, ví dụ một cái bóng 2W này các bác mua ít nó rơi khoảng tầm là đi 40.000 một quả này. Đấy, một cái đuôi nữa mà cái đuôi này có cả công tắc luôn thì ít phải vào 20.000 là 60.000 rồi. Với một cái đoạn dây mà nó còn có kèm cả phích nữa thì ít bây giờ 50.000 nữa, chỗ dây nữa. Đấy là rơi vào khoảng tầm hơn 100 này. Đây bên em bán cả một bộ này mà giá nó chỉ có 60.000 thôi. Giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất là hay. Cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi mà dùng tiện lắm. Về chỉ việc là các bác cắm là xài, không cần phải đấu nối hay là mua thêm gì cả. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bóng đèn đuôi tím nhá, bao gồm là cả bóng cả đuôi cả dây nha. Là một bộ này là 60k nhá. Đấy, 60k một bộ bóng đèn đuôi tím nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ ống hút dung dịch này. Đấy, bộ này thì bán khá là nhiều mà dùng rất là hay. Các bác mua về dùng để hút xăng, hút dầu, hút rượu, hút nước này, rất tiện dụng luôn. Đây, một bộ nó sẽ một cái tay bóp này để đi về các bác luôn vào nhá. Ở đây thì cái dây này về thường thường là bên em gửi nó sẽ hay bị gập một chút thì về các bác bóp nó ra là nó sẽ ra thôi. Đấy, sau đó các bác cắm nó vào. Đấy. Ở đây thì, ở đây nó có cái mũi tên này, có nhìn này. Ở đây nó có cái mũi tên. Mũi tên nó chỉ về hướng nào thì cái hướng đấy là nước nó ra nhá. Đấy, ví dụ như hướng này nó chỉ này thì hướng này nước ra, còn hướng này là nước vào này. Đấy, các bác cứ lắp đúng vào cho em. Đấy, nghĩa là các bác muốn đầu nào vào thì các bác lắp dây nó vào. Đấy, lắp dây nó vào nhá. Các bác lựa nó vào này. Đó, lựa nó vào. Sau đó là cái phần này các bác cắm vào cái chỗ các bác cần hút này và các bác bóp cho em. Bóp vài bóp cái là nó sẽ mồi nước và cứ thế nó ra thôi. Các bác không cần phải cho mồm mà hút các thứ như xưa. Là cứ hay cho mồm mà hút rồi dùng mẹo nữa. Rất là khó khăn mua cái bộ này về, rất tiện dụng luôn. Đấy, nó chỉ có 30.000 một bộ đấy nhá. Đấy, bao gồm là cả dây cả cái tay bóp này nữa, là một bộ này là 30k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch, hút xăng, hút dầu, hút rượu, hút nước nhá. Đó. 30k một bộ nha, 30k này, 30k nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ hút dung dịch. Đó, hút dung dịch, hút xăng, hút dầu, hút rượu, hút nước. Đó, về các bác hút những cái dạng dung dịch chất lỏng là ok. Đấy, rất tiện dụng luôn. 30k một bộ này nhá, 30k một bộ nha. Đó, đây các bác
cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Xem thực tế video về sản phẩm nó về nó dùng rất là tiện luôn đây. Các bác cùng xem này. Đấy, về các bác thấy không? Đây chị này chị đang hút rượu hút nước từ trên xuống này. Đó các bác chỉ việc bóp cho em một chút đấy, thấy không? Nó rất là nhanh luôn. Đấy, bóp rất là nhanh, hút rất là tiện luôn. Đó. Bóp vài cái là hút ra được ngay nhá. Đấy, không cần phải hút nọ hút kia ra dùng mẹo miết hồi xưa cứ hay dùng mẹo dùng mồm hút. Đấy, đôi khi rất là sợ. Đó đấy các bác hút này, rất tiện dụng luôn nhá. Chỉ có 30.000 bộ thôi, về dùng lâu dài, dùng gia đình nhà mình, gia đình nào cũng nên có một bộ này, dùng tiện, đôi khi mình cần cái mình có mình dùng luôn. 30k một bộ nhá, dùng siêu bền luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái lọ sáp thơm. Đấy, bác nào mà muốn thơm phòng, thơm nhà, các bác mua cho một cái lọ về. Đấy, con này thì tinh chất từ nước hoa, đấy, từ rất nhiều các loại hoa thiên nhiên. Đấy, tinh chất người ta làm thành một cái tinh chất dạng lọ sáp nha. Đấy, thì về các bác chỉ bóc ra, sau đó các bác mở nắp ra. Đấy, bóc cho em cái lớp siêu bên trong ra, đậy cái nắp này vào là các bác xài thôi. Cái này là dạng sáp nên là dùng rất là lâu. Đấy, dùng rất lâu, nó không như kiểu dạng nước hồi xưa ấy. Cái này nó là dạng sáp khô. Đấy, như kiểu là nến ấy, như kiểu cái nến sáp bây giờ. Đấy, nó dạng sáp như thế nên là dùng rất là lâu nhá, mà rất là mùi, rất là thơm, thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Các bác muốn thơm phòng, thơm nhà, nhà vệ sinh, nhà tắm, rồi là phòng ngủ, phòng khách, những chỗ nào các bác cần thơm, các bác mua cái loại về, các bác bóc ra, các bác để vào một góc ấy, là nó cứ tự động là cái mùi thơm nó bay ra thôi, rất là thơm luôn, thoang thoảng nhẹ nhàng, rất là ok. Lên mã như em sẽ cái lọ sáp thơm. Đấy, lọ sáp thơm bên em đang bán cho bác là 20k một hũ nha, 20k một cái hũ sáp thơm nhá, 20k một hũ, dùng rất ok. Đấy, lọ hũ sáp thơm nhá, 20k một hũ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái cây kéo bếp vàng. Lên mã em sẽ cái cây kéo bếp vàng. Đó, cây này thì cực kỳ là ok, bên em bán rất nhiều luôn. Đấy, dòng của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, chất thép SK5 nha, không dỉ và cực kỳ sắc bén luôn. Cái cây này thì em đang xài rồi. Giá nó rất là rẻ và bình dân. Nó chỉ có là đi 30.000 một cây thôi. Đợt này bên em đang xả kho là chỉ có 30k một cái cây kéo bếp vàng nha. Đấy, 30.000 một cây, giá rất hạt rẻ bình dân. Đó, lên mã em sẽ cái cây kéo bếp vàng. Cây này về các bác dùng nhà bếp này. Đấy, xài cắt rau củ quả, cắt thức ăn. Đấy, cắt sử dụng nhà bếp rồi là đa năng luôn. Đấy, sử dụng gia đình nhà mình là hợp lý. Lên mã em sẽ cái cây kéo bếp vàng nha. Đấy, cây kéo bếp vàng. Bên em đang bán một cái cây kéo bếp vàng nha. Với giá là đi 30k một cây nhá. 30k một cây kéo bếp vàng nhá. 30.000 một cây. Hàng của thương hiệu Asaka. Đấy, Japan, Asaka Japan, hàng bãi. Đấy, hàng nội địa Nhật cực kỳ xịn luôn nhá. Kéo bếp vàng 30k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bình xịt dầu nhớt này. Đấy, lên mã em sẽ là cái bình xịt dầu nhớt nhá. Bình này thì của Kabushi Japan. Bình này thì dung tích của nó sẽ là 250ml. Đó, cực kỳ là ok luôn. Về các bác châm dầu, châm nhớt vào đây. Đấy, các bác sử dụng gia đình mình xịt dầu, xịt nhớt là anh em thợ thuyền. Đấy, anh em làm máy móc, máy may thứ gì, các bác cho dầu cho nhớt đây, các bác phịt vào chi tiết máy là cũng rất là tiện dụng luôn nhá. Cái con này thì nó làm kiểu dạng hệ thống xi lanh bóp nha. Mình bóp, cứ bóp thì sẽ ra. Đấy, không bóp thì nó sẽ không ra, có thế thôi. Nên là nó rất là chủ động về cái việc là cung cấp dầu nhớt nhá. Và cái hay của sản phẩm là cái phần đầu vòi có thể uốn cong đi. Đấy, những cái chỗ nào mà góc khuất thì các bác có thể luồn lách và các bác bóp, các bác phịt dầu xi nhớt và rất là tiện dụng luôn. Đấy, bóp cho em vài bóp cái là ok. Lên mã em sẽ là cái bình xịt dầu nhớt này. Đấy, bên em đang bán một cái con bình xịt dầu nhớt này với giá sẽ là đi 40k bình nhá. Đấy, xịt dầu xịt nhớt 40k. Đấy, 40k một cái bình xịt dầu xịt nhớt này. À, một cái bình này dung tích là 250ml nhá. Cái này thì chất liệu bên dưới này của nó là bằng kim loại nên là khá là bền. Đấy, và cái phần hay của cái đầu vòi là nó có thể uốn dẻo này. Đấy, uốn dẻo các thứ kiểu luôn. À, 40k một cái nhá, bình xịt dầu nhớt 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng dao dọc giấy này, hàng bãi Nhật cũng rất là ok luôn. Cái này về cho anh em thợ thuyền xài này, cắt xén này. Đấy, cho các bác sử dụng gia đình thì thằng mình có gọt cắt rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, dao thì rất là trơn tru chắc chắn mà giá thành thì rất là hợp lý, chỉ có 10.000 một cây dao giấy thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là dao dọc giấy nhá. Đấy, dao giấy bên em đang bán lẻ một cây là 10k trên một cây. Đấy, còn nếu mà các bác lấy 5 cây thì giá của nó sẽ là 40k. Đấy, 5 cây là 40.000, còn các bác lấy một cây giá lẻ một cây thì là 10.000 nhá. Thì các bác cứ báo nha, lấy bao nhiêu cũng báo nha. Lẻ một cây này thì là 10.000 một cây, còn các bác lấy 5 chiếc một, đấy, combo 5 chiếc dao giấy một thì là 40.000 nhá. Đấy, lấy 5 chiếc thì giá sẽ tốt hơn. Đấy, dao thì có lưỡi liếc đầy đủ như kèo. Cái này thì về các bác vẫn có thể là thay lưỡi, thế lưỡi khác cho em thoải mái, còn ở sẵn trong này thì đã có lưỡi sẵn rồi, lưỡi thì cũng rất là sắc bén nhá.
dao rất trơn tru, nhẹ nhàng, tình cảm luôn. Đó, rất ok. 10k một cái nhá, 10k một cái con dao giấy nhá. Đấy, chắc chắn. Còn các bác lấy 5 cây thì sẽ giá sẽ là 40k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là dao giấy hàng bãi nhá. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bạt phủ xe lâu quan cho bác cái mã này. Đấy, về các bác dùng để mình phủ xe đạp, xe máy, che nắng che nắng, che mưa. Đấy, cho xe đạp điện này, xe máy, xe đạp nhà mình. Đấy, rồi là các thứ kiểu luôn. Con này thì chất liệu của nó thì kiểu dạng bằng vải, nó như kiểu dạng vải áo mưa các bác. Dạng như kiểu dạng vải áo mưa. Đi về các bác gỡ ra, sau đó là mình phủ thôi. Đấy, chống bụi, chống mưa, chống nắng. Đấy, bảo vệ xe cộ nhà mình coi nhá. Đấy, hoặc là các bác hay đi ra ngoài mình vứt cốp xe. Đấy, đôi khi dụ mình để ngoài nắng nhiều và ngoài mưa. Đấy, nên anh hỏng xe các thứ là hỏng sơn này thì các bác lấy lên các bác phủ nhá. Con này thì đây kích thước em đã ghi rõ rồi. Đấy, để em quay bác luôn. Kích thước của nó thì chiều dài của nó là vào 1m7 ạ. Chiều dài 1m7. Chiều rộng của nó là 60 và chiều cao là 1m2 nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bạt phủ xe, em báo giá luôn. Thì em đang bán bác là 40k một chiếc bạt phủ xe này. Đấy, 40.000 một chiếc nhá. Dài 1m7, rộng 60 và cao là 1m2. Đó, thì về các bác xem những cái xe hầu như là bây giờ xe máy đã phù hợp hết với cái loại bạt này. Và đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, đây sản phẩm thực tế sản phẩm đây nhá. Đấy thì khi mà phủ lên xe này, đấy thì nó sẽ che kín đi nhá. Đấy, che bảo vệ xe cộ của bác nhá. Đấy, không bị bụi, không bị nước mưa. Đó, che vào xe đạp, xe máy rất ok luôn. Đấy, hình ảnh thực tế đây. Nó rất hay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bạt phủ xe. Đó, bên em đang gửi bác là 40k một cái nhá. 40k một cái. Dài 1m7, rộng 60 và cao 1m2. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng một số cái mã về đồ nhà bếp này. Thì đây lên luôn cho bác đó là cái lọ xay tiêu nhá. Cái lọ xay tiêu. Cái này thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái lọ xay tiêu này với giá sẽ là đi 50k một lọ nhá. Đấy, lọ xay tiêu. Về các bác chuyên dùng để các bác cho tiêu đấy, các bác xay rất tiện dụng luôn. 50k một cái nhá. 50k một cái. Đó, 50k ở đây em sẽ quay ra xem thực tế. Cái này thì bản thân em cũng đang xài thực tế luôn. Dùng rất là hay quá. Dùng rất là hay. Mình cứ cho tiêu đây, các bác ăn đâu mình xay đấy. Đỡ phải xay trước các thứ nó mất công, rồi là mình xay xong mình để lâu nó hay bị mốc hay bị mất mùi nhá. Đấy, về các bác cứ cho trực tiếp hạt tiêu đây, sau đó các bác đậy cho cái nắp này vào. Đấy, đậy cái nắp này vào này, sau đó các bác tháo cho cái nắp này ra, tháo cái nắp trên này ra. Đấy, một tay các bác cầm ở đây này, một tay các bác cầm đây, cứ thế là các bác quay thôi. Thì ở đây nó có cái lõi xoay này. Đấy, thì tiêu nó rơi xuống cái lõi này thì cứ thế là nó quay thôi. Đấy, khi mà dùng xong thì các bác cái lọ này các bác cứ để trực tiếp vào trong tủ lạnh cho em. Đấy, vừa bảo vệ tiêu là nó không mất mùi này, rồi là nó không bị mốc này. Đấy, rồi là lúc nào mà mình dùng thì mình lấy ra mình xay. Còn khi mà dùng xong rồi thì các bác lại bỏ trực tiếp cái lọ này vào trong tủ lạnh cho em. Đấy, dùng được rất là lâu luôn. Cái phần dưới này thì của nó bằng thủy tinh, phần trên này thì inox, nói chung là toàn những cái chất liệu an toàn đến người sử dụng thôi. Đấy, an toàn sức khỏe nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là lọ xay tiêu. Bên em đang gửi bác là 50k một cái lọ nha, 50k một lọ. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái dụng cụ mài dao ba khe. Đó, dụng cụ mài dao ba khe, cái này thì bán cũng rất là nhiều mà giá cũng rất là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái mài dao ba khe nhá. Đấy, mài dao ba khe, bên em đang gửi bác một cái mài dao ba khe này là 40k một cái này. 40.000 một cái mài dao ba khe này nhá. Rất tiện dụng luôn. Đấy, bác nào mà không biết mài đá, rồi là mài đá thứ là nó lâu nó mất công thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, các bác chỉ việc là cho vào các bác liếc chưa. Đấy, cứ cho vào các bác kéo. Đấy, kéo từ số 1 sang đến số 2 và các bác kéo bước cuối cùng là sang đến số 3. Đấy, là các bác đã hoàn thành cho em xong là 3 bước mài dao. Đấy, khi mà các bác kéo cho em mỗi đường vài cái là khi mà các bác lôi ra các bác thái rất ngọt luôn. Đấy, mà sắc rất là lâu mà nó mài rất là nhanh. Chỉ việc cho vào đây kéo vài đường cái nó sắc rất là nhanh luôn. Đấy, các bác không cần phải mài đá mà liếc lôi ra nó khuôn các thứ nó lỉnh kỉnh. Đấy, con này cứ cho đây các bác tuốt xem. Tuốt vài đường cái sắc bén, lôi ra cái thái thiếc ngon này luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây mài dao ba khe. Bên em đang gửi bác một cái cây mài dao ba khe này chỉ có 40k thôi, 40k một cây. Nói chung là dùng rất là tiện. Đấy, nhà bếp nhà bếp các thứ nên có một cây nha, dùng rất tiện luôn. Đặc biệt là các bác chị em phụ nữ, đấy các bác mài đá đĩa các thứ là rất là khó, đôi khi phải có kỹ thuật thì các bác cũng mua cái này về. Đấy, mài nhanh, mài tiện mà nó dễ dàng sử dụng nha, 40k một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái dụng cụ để về các bác xăm thịt này. Đấy, bác nào mà hay ăn những cái món nướng thứ rồi các bác xài con này ra rất hay luôn. Đấy, các bác dùng để xăm thịt nhá, xăm vào những cái miếng thịt để cho gia vị gia viết các thứ đó, nó ngấm sâu vào miếng thịt này. Rồi là ví dụ như là các bác hay có cái món mà bì, cái món bì nướng ấy, mà nó muốn nổ nó giòn đấy, thì các bác mua cái này về các bác xăm. Đây các bác nhìn nó có những cái gai rất là nhọn nhá. Tại vì về thì các bác ví dụ như cái miếng thịt nha, đây
Các bác cứ này các bác châm vào. Đấy, châm vào. Đấy, hoặc là những cái miếng bì các bác châm vào thì nó sẽ tạo những cái lỗ này. Đấy, ví dụ như thịt thì các bác ướp thì nó sẽ ngấm gia vị và sâu. Đấy, đậm đà ăn ngon hơn. Hoặc như là bì thì các bác xăm nhầy thì khi mà các bác nướng các bác chiên rán lên nó nổ ra ăn rất là giòn luôn. Đó, ăn rất là giòn, rất là tiện nhá. Lên mã luôn cho em sẽ là cái cây xăm thịt. Bên em đang gửi bác một cái cây xăm thịt nhầy với giá là đi 30k một cây nhá. 30k thôi, 30.000 một cái cây xăm thịt rất là hay nha. Đấy, sử dụng gia đình nhà bếp nhà mình rất là ok. Còn các bác thợ thuyền, bác nào mà hay làm thịt nướng lu rồi là những cái món thịt thịt lợn quay cái thứ rồi. Đấy, mua con này về rất hay. Cây xăm thịt nhá, 30.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang hàng đó là cái bộ kim chỉ. Đấy, bộ này dùng cho gia đình thì hợp lý này. Đấy, về cho bác hay các bác bà xã nhà mình mua về. Đấy, may khâu vá rất tiện dụng luôn. Một cái bộ kim chỉ nhá, đầy đủ là sẽ bao gồm là kim chỉ này. Đấy, bao gồm là những cái phụ kiện là thước này rồi là kéo bấm này. Đấy, rồi đây những cái này hồi xưa hay có này. Các bà khâu vá xưa hay có. Rồi bên dưới này. Bên dưới này thì sẽ gồm có là đi kim mà chỉ nhá. Đấy, kim mà chỉ đây. Đây là kim này. Đấy, một cái lốc kim này luôn nhá. Rất nhiều kim. Đó, rồi là có chỉ đầy đủ luôn này, chỉ đây. Đó, đây chỉ đây. Chỉ cái chỉ này thì rất là nhiều màu khác nhau nhá. Đấy, cái cuộn chỉ này rất nhiều màu khác nhau để phù hợp hầu như là tất cả các loại chất liệu quần áo, màu sắc quần áo khác nhau nhá. Đấy, thì nó sẽ đựng trong một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh này. Giá thì bình dân thôi. 30k một cái hộp này thôi nhá, chỉ có 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp kim chỉ. Đấy, hộp hộp kim chỉ nhá, bao gồm là có đầy đủ cả kim cả chỉ và một chiếc hộp sẵn này rồi. Đấy, rất là xinh, nhỏ nhỏ xinh nha. 30k một hộp nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp kim chỉ đây. Hộp kim chỉ về các bác may khâu vá nhá. 30k. Đấy, 30k một hộp kim chỉ nhá. 30k một hộp. Thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái bộ hàng đá cắt của Kabushi này. Đấy, dòng đá cắt một tấc nhá. Đá cắt này thì đây em giới thiệu luôn. Bên em sẽ bán theo hộp hoặc là bán theo viên nhá. Đấy, bán theo hộp và bán theo viên. Đây đây. Đây một hộp này của nó sẽ là 50 viên này. Một hộp đá cắt này của nó sẽ là 50 viên. Kích thước của nó sẽ là 107 x 1.2 x 16 này. Đấy, x 16 dòng đá cắt của Kabushi nhá. Đá cắt đỏ. Cắt cực kỳ là dai lưỡi luôn. Cắt rất là ngọt sắc. Đó, cắt rất là ngọt sắc đây. Dòng đá cắt đây. Đấy thì em sẽ báo giá luôn nhá. Các bác có thể là mua theo hộp hoặc là mua theo combo 5 viên 1 nhá. Đấy, bên em sẽ bán được combo 5 viên 1. Đấy, 5 viên đá cắt thì sẽ có giá là đi 30.000. Còn nếu các bác lấy cả hộp 50 viên, lấy cả hộp 50 viên thì sẽ có giá là 220.000. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, bao ship tận nhà nếu mà các bác lấy cả hộp nhá thì là 220.000 bao ship. Còn các bác lấy theo combo lấy ít. Đấy, bác nào dùng ít thì mình lấy theo 5 viên 1. Đấy, 5 viên 1 thì sẽ có giá là đi 30.000 cho 5 viên nhá. Đấy, thì bác nào dùng ít thì mình có thể lấy lẻ. Còn các bác nào dùng nhiều thì mình nên mua cả hộp. Đấy, mua cả hộp thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đó, đá cắt của Kabushi nhá, đá cắt Nhật của Kabushi. Rất chất lượng luôn, hộp kim loại luôn này, xịn chất lượng. Đó. Keo hai thành phần thì bên em vẫn còn hàng để phụ bác nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái này là cái keo hai thành phần này. Đấy, keo hai thành phần. Cái này thì về xài hay lắm. Đó, về các bác dùng để vá lốc máy này rồi là những cái chỗ sắt thép cái thứ là nó bị thủng lỗ rồi thì các bác về các bác giá vào. Cái con này ấy là nó rất là cứng luôn, khi mà các bác để nó khô đi nó siêu cứng luôn. Các bác có thể dùng máy khoan máy đục các bác đục thoải mái luôn. Đấy, không lo nó bị bể nhá. Đấy, cái này rất là dễ xài, nó sẽ có là hai típ như này. Đấy, hai típ. Đây em sẽ mở nắp bác coi. Đấy, về các bác mở cho cái nắp này ra nhá. Mở cái nắp này ra. Đấy, mở ra thì nó sẽ có hai loại keo. Đấy thì một màu vàng và một cái màu xám này. Thì cái này em hướng dẫn bác dùng luôn nhá. Thì về là các bác mở cái nắp ra, sau đó các bác lấy cho em cái xi lanh bóp này, các bác bóp nó vào, ấn nó ra, ấn keo. Đấy, ấn keo. Đấy là nó sẽ lòi ra này, các bác nhìn này. Đấy, em ấn keo là nó sẽ lòi ra. Đấy thì khi mà nó sẽ lòi ra rồi thì các bác cho vào một cái miếng gì đó. Đây, như này. Đấy, ví dụ các bác đựng nó vào đây. Đó, đựng nó vào đây nhá. Sau đó là các bác dùng cái một cái miếng giấy các bác trộn hai loại keo này vào nhá. Đấy, trộn hai loại keo vào nhau và bắt đầu là các bác phết vào những cái chỗ mà các bác cần phết. Đấy, phết vào những cái chỗ nào mà nó bị lủng các thứ rồi. Đấy, phết vào. Con này á, khi mà các bác để khô đi nó cứng dã man luôn. Đấy, các bác vá những cái con lốc máy này, những cái chỗ mà nó lủng này. Vá những cái chỗ sắt thép nó lủng các thứ rồi nó bị thủng ra, các bác vá vào cực kỳ cứng luôn. Đấy, mà vá vào nó liền vào luôn nhá. Đấy, các bác trước khi mà các bác vá vào được, các bác đánh sạch cái chỗ cái mối các bác cần vá đi. Đấy, đánh sạch nó đi. Sau đó các bác vá vào. Nhớ giúp em là các bác phun hai loại keo này ra, sau đó là các bác trộn nó vào nhá. Đấy, trộn đều vào với nhau.
trộn đều vào nhau để các bác trộn thật đều vào để cho nó kích hoạt hai cái thành phần keo vào nhau thì nó sẽ tăng cái độ cứng các bác nhá, tăng cái độ cứng lên. Đó. Lên mã thì em sẽ gây cái tip vỉ keo hai thành phần nha. Đấy, hai thành phần, một là thành phần A, thành phần B về trộn vào nhau và các bác phết vào các bác vá vào nhá. Đấy, các bác có dính vào. Một cái tip này là 40.000 một tip nhá. Lên mã thì em sẽ cái keo hai thành phần nhá. Đấy, keo hai thành phần. Thì em đang bán cho bác là 40k nhá, hay còn gọi là keo AB đấy. Nhiều bác hay gọi là keo AB nhưng bên em hay gọi là keo hai thành phần nhá. Hai thành phần. Đấy, thành phần A, thành phần B trộn vào nhau và thành một cái dạng keo siêu cứng, siêu chắc, siêu bền. 40k một bộ keo hai thành phần này các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây bàn chải sắt nhá. Cây này thì dùng rất hay luôn. Đấy, các bác dùng về để mình đánh cọ rửa những cái chỗ nào mà nó rỉ sét này. Những cái chỗ mối hàn sắc lắm, cái phần đầu đầu này, đầu của nó những cái đầu dạng đầu thép này này. Đấy, nó rất là sắc luôn và nó đánh rất là sạch nhá. Đấy, nó thiết kế dạng bàn chải các bác cầm sử dụng rất là tiện. Đó. Về các bác dùng để đánh sạch những cái mối hàn, những cái chỗ mà nó rỉ sét nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bàn chải sắt nhá. Bàn chải sắt bên em đang gửi bác một cái cây bàn chải sắt như này. Với giá là đi 15.000 một cây thôi, chỉ có 15.000. Giá rất hạt rẻ bình dân dễ mua nhá. 15k. Đấy, gia đình nào hầu như cũng cần dùng, hoặc anh em thợ thuyền các bác hàn xì cũng nên có một cái nhỉ. Đấy, mình đánh những cái mũi hàn rồi là gia đình vệ sinh những cái chỗ mà nó rỉ sét các thứ ra cầm các bác đánh vào rất sạch luôn. Đó, 15k một cây nhá. 15k một cây bàn chải sắt nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi. Đấy, giá thì đợt này thì siêu tốt của bác luôn. 20.000 một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi nha. Đấy, 20.000 một vỉ nhá. Một vỉ này là 10 đôi. Về các bác xài gia đình nhà mình quá đẹp luôn. Đây, phần đầu mạ vàng này. Đấy, phần đuôi đũa này. Có làm nhám chống trơn trượt nhá. Nhiều bác hỏi em là cái đũa này có trơn trượt không thì về các bác cứ gấp thoải mái, hoặc là các bác cứ đi nhà hàng khách sạn ấy, nhiều chỗ ấy toàn dùng cái đũa này thôi. Đấy là các bác biết là chất lượng của nó như nào rồi, mà nhà hàng các thứ là người ta tuyển chọn. Đấy, cái này bên em cũng bán ở nhà hàng các thứ là khá nhiều, mỗi lần nó lấy cả chắc phải cả trăm vỉ luôn đấy. Về nó xài nhìn nó đồng bộ, mà thứ hai nhìn nó đẹp, mà thứ ba nhìn nó sạch sẽ. Dòng này thì chất liệu của nó là sợi thủy tinh nên là các bác dùng yên tâm, không lo nó nấm mốc và không lo nó bị cong vênh nhá. Đấy, mà nhìn nó rất là sang trọng lịch sự. Đó, dòng đũa Hàn Quốc nhá. Đấy, đũa Hàn Quốc một vỉ là 10 đôi nhá. Giá thì quá hạt rẻ để các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi, một vỉ này là 10 đôi. Hàng của Korea này, đấy Korea, một vỉ đũa 10 đôi. Đũa Hàn Quốc nhá, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đũa Hàn Quốc 10 đôi nhá. Với giá là đi 20.000, 20k thôi, bán giá dễ mua được bác luôn. 20k một vỉ 10 đôi. Đấy, mới keo nguyên hộp nha. Đấy, về các bác mua về thay hết những cái đũa ở nhà đi. Đấy, mua cho em cái đũa này về, mình nhìn nó đồng bộ, nhìn nó lịch sự sang trọng. Đấy, sạch sẽ ok. 20k một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi nhá. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng thớt inox này, thớt inox 34, hàng của thương hiệu Wailing nhá. Thương hiệu Wailing, dòng này thì bên em bán quá nhiều rồi. Đấy, dòng thớt inox hai mặt nhá. Đấy, nó rất là hay. Cái này của nó là hai mặt. Đó, một mặt nhựa này. Đấy, để các bác dùng để thái thiếc rau củ quả, hoa quả ở đây ok này. Và một cái mặt là bằng inox nhá. Mặt inox thì các bác dùng để chặt chiếc các thứ cho em ok luôn. Hàng logo Wailing này. Kích thước này của nó thì sẽ là chiều dài là 42, chiều rộng của nó là 30, su 304. Đấy, có phần quai sách, quai đeo nhá. Đó, rất to luôn, to lắm. Một chiếc thớt cầm rất là nặng. Đấy, cầm nặng lắm. Đó, cầm nặng đầm. Bên xung quanh thì bo một lớp nhựa. Nhựa để các bác khi mà sử dụng nhựa thì các bác để trên phần bàn mặt kính, mặt đá hoa. Đấy, không lo nó bị trơn trượt nhá. Đấy, không lo nó bị trơn trượt. Con này các bác cứ chặt này, rồi là các bác mặt này các bác chặt này, mặt bên này các bác thái thiết cho em thoải mái luôn. Đó, inox 34. Đấy, logo Wailing nhá, logo Wailing rất xịn xò ok luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái thớt đức inox hai mặt nhá. Giá của nó thì cực kỳ bình dân luôn, chỉ có 210.000 thôi, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái thớt đức nhá, thớt đức hai mặt. Đó, thớt đức hai mặt 210k. Đấy, bao ship giá quá hạt rẻ bình dân. Đấy, bình thường các bác mua những cái thớt gỗ kia các thứ giờ đã khoảng tầm 500-600 với được một cái thớt gỗ nghiến ngon, nhưng mà đây các bác mua cho em cái dòng này dùng hai mặt, mà những cái dòng này dùng nó rất là sạch, không lo nó bị mùn miếc thứ giờ nhá. Đấy, inox thì dùng nó rất là sạch. Đấy, dùng không lo mùn miếc mà nó an toàn vệ sinh thực phẩm, nói chung là ok. Đấy, phần móc đeo thớt thì khá là to luôn, các bác chặt gà chặt vịt rồi là thái rau củ quả cho em vào đây thoải mái luôn. Đấy, Tết con này bên em bán rất là nhiều luôn đấy. Đấy, thì sang đầu năm nó tiếp tục có hàng thì bên em sẽ quay và gửi các bác. Đấy, bác nào có nhu cầu về cái mã hàng này liên hệ với em nhá. 210k một cái, dòng thớt inox hai mặt các bác nhá.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cọ xoong thông minh này. Đấy, một cái cọ xoong thông minh dùng rất là hay luôn. Đấy, một chiếc cọ xoong thông minh nhá. Về các bác xài cái này rất là ok. Ở đây nó sẽ có một cái đầu cọ này, đầu cọ các bác cọ rửa những cái vết bẩn ở xoong nồi nhà mình này. Đấy, và thiết kế rất hay là thông minh này. Về các bác mở cho nó lắp ra. Các bác đổ trực tiếp dầu rửa bát vào đây nhá. Đấy, đổ trực tiếp dầu rửa bát vào đây. Đấy, và các bác đậy cho cái nắp này vào. Đó. Và lúc nào các bác muốn xài dầu rửa bát thì các ấn vào đây thì cái dầu rửa bát nó tự động nó sẽ phun ra và các bác dùng cái này cứ đến các bác dùng các bác chỉ các bác cọ thôi đấy, không mình không cần phải động tay đây nhá, rất tiện dụng luôn đó. À, bên em sẽ bán lẻ một cái này với giá là 15.000 đấy, còn nếu mà các bác muốn mua theo combo là 10 cái nhá, 10 cái thì sẽ có giá là 120.000, còn các bác lấy 5 cái thì bên em sẽ tính cho bác giá hữu nghị hơn 70.000 nhá. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái cọ xoong thông minh đấy, cọ xoong thông minh này đấy. 10 cái nhá, 10 cái thì sẽ có giá là 120. 5 cái thì sẽ có giá là 70.000. Đấy, còn nếu mà các bác lấy một cái thì sẽ có giá là 15k. Đấy, một cái là 15k. Cọ xoong thông minh nhá, 10 cái 120, 5 cái 70.000, một cái là 15.000 nhá. Đó thì các bác có thể mua theo combo hoặc mua lẻ một cái, hai cái đều được. Bên em sẽ đều có bán nhá. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Đó, đấy về các bác đổ trực tiếp dầu bát vào đây. Đấy, các bác chuyển bấm này, xoay này. Đấy, rất sạch sẽ ngon lành luôn nhá. Bát đĩa xoong nồi là các bác đều có thể sử dụng luôn. Đấy, đổ dầu bát vào, đậy nắp vào. Đấy, bóp bóp cái là nó ra luôn. Đấy, mình rửa xoong rồi nồi rất tiện dụng, đỡ bị bẩn tay. Đấy mà rất là tiện. 15k một cái nhá, bán lẻ là 15.000 một cái nha. Lấy 5 cái tính các bác 70.000, lấy 10 cái tính các bác 120.000. Đấy, cọ xoong thông minh luôn nhá. À, dòng sản phẩm bàn chải Hàn Quốc thì bên em tiếp tục hàng về này. Bàn chải của Hàn Quốc nhá. Bàn chải than tre của Hàn Quốc nhá. Đấy, thì hiện tại bên em sẽ bán lẻ và có bán theo hộp nhá. Đấy, bán lẻ bán theo hộp. Thì đây, một hộp này của nó thì nguyên một hộp này thì là 30 chiếc này. Dòng bàn chải than tre hoạt tính của Hàn Quốc nhá, lông cực kỳ mềm luôn. Đó. Thì em sẽ báo giá luôn. Các bác lấy một lẻ một chiếc thì sẽ có giá là giá là 4k nhá. 4k một chiếc, chỉ có 4.000 một chiếc thôi. Các bác lấy cả hộp 30 chiếc nha. Đấy, lấy cả hộp 30 chiếc thì sẽ có giá là 100.000 một hộp nhá. Giá rất hạt rẻ luôn. Cái này các bác có thể mua về xài mình dùng dần. Đấy, vài tháng các bác thay cho em một cái sạch sẽ ok. Đó. À, hoặc là các bác có thể mua về mình bán lại cũng ok luôn, có lãi luôn. Một chiếc là 4.000, lấy 30 chiếc thì sẽ có giá là 100.000. 30 chiếc là tương đương với lại một hộp bàn chải nha. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là hộp bàn chải Hàn Quốc nhá. Một hộp 30 chiếc với giá là 100.000. Các bác lấy lẻ một chiếc thì bên em sẽ tính cho bác giá là 4.000 một chiếc nhá. 4.000 một chiếc, giá rất hạt rẻ ở đây. Lấy cho bác một chiếc coi thử này, lông cực kỳ mềm luôn nhá, lông cực kỳ mềm luôn. Đấy, bình thường ấy các bác ra quán siêu thị là giá nó đang niêm yết với giá là 36.000 này. Đấy, hàng của Korea nhá, 36.000 này. Đây, bóc cho bác xem một cái, lông rất mềm luôn nhá, lông mềm lắm. Lông mềm. Đấy, lông rất mềm luôn, đánh cực kỳ thích nhá. Đấy, tay cầm chắc chắn, ok luôn. Rất xịn sò, ngon lành. Đó. 4.000 một cái nhá, bán lẻ là 4.000 một cái, còn các bác lấy cả hộp 30 cái nhá, lấy cả hộp 30 cái. Lấy cái hộp nguyên 30 cái nha thì sẽ có giá là 100.000 nhá. Đấy là tùy nhu cầu. Bác nào dùng nhiều thì nên mua cả hộp, hoặc là dùng gia đình thì nên mua cả hộp, các bác nào mua lẻ dùng ít thì mình có thể mua lẻ nhá. Đấy. Theo em là các bác nên mua cả hộp thì giá nó sẽ tốt hơn. Đó. Cái mã hàng này lâu lâu hôm qua cho bác là sợ các bác quên này. Đấy, thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái vỉ keo nắp cam nhá, hàng của Thái, rất là xịn sò ok nha. Đấy, hàng của Thái Lan, rất là ngon lành luôn đây. Đó, vỉ keo nắp cam nhá. Cái này con này thì các bác có thể dính đa năng hầu như tất cả các loại chất liệu luôn. Con này thì hàng sản phẩm của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái Lan thì các bác có thể dính đa năng các loại chất liệu, ví dụ như đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ da này, đồ sành sứ, đồ nhựa này. Đấy, hầu như là các loại chất liệu dính rất là hay. Đó. Đó thì bên em sẽ bán theo vỉ là một vỉ là 5 típ này, với giá thì cực kỳ là bình dân, là rẻ luôn, chỉ có 30.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ keo nắp cam. Vỉ keo nắp cam nhá. Đấy, nắp cam này. 5 típ nhá, 5 típ thì sẽ có giá là 30.000, 30k thôi. Giá rất hạt rẻ. Về các bác dính cho em thoải mái luôn. Dính đồ da, đồ sành, đồ sứ, đồ gỗ các thứ cho em thoải mái luôn. Đấy, về mình dùng gia đình các thứ nào thoải mái luôn. Một típ là một vỉ là 5 típ nhá, bán cả vỉ 5 típ luôn với giá là 30.000 nhá. Lên mã, cứ lên mã giúp em sẽ là keo nắp cam nhá, thì vì cái nắp của nó là màu cam thì lên luôn mã sẽ là keo nắp cam để nó không bị nhầm sang cái keo khác nhá. Đấy, vì keo nắp cam 5 típ nhá, 30.000. Đấy, hàng của Thái Lan, dính đa năng rất nhiều những cái chất liệu khác nhau nhá. 30k một vỉ keo nắp cam 5 típ nhá. Đó, 30k một vỉ.
Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mai hàng, đó là cái hộp băng gâu này. Hộp băng gâu về các bác dùng để dán vết thương nhá. Thì các bác cứ lên mã đi, em sẽ cái hộp băng gâu dán vết thương. Một hộp này là sẽ được là 100 miếng nhá. Một hộp sẽ là 100 miếng và nó các loại băng gâu khác nhau. Ví dụ như là hình tròn này, cái dạng dài nhất này, rồi là dài vừa và có những cái dạng nhỏ nhỏ này. Đấy, nó tùy theo vết thương các thứ giờ các bác sử dụng nhá. Thì một hộp thì nó sẽ có đầy đủ các loại trong này luôn. Thì đây, lấy cho bác coi. Đấy, một hộp là 100 miếng luôn nhá. Sử dụng thoải mái luôn. Một hộp này giá chỉ có 20.000 thôi. Đấy, ví dụ như cái miếng dài to này, đấy là những cái miếng to. Rồi là những cái miếng nhỏ nhỏ này. Đấy, miếng nhỏ nhỏ này. Nhỏ nữa này. Đấy, rất ok luôn. Nghĩa là một hộp là các bác xài thoải mái luôn. Đấy, đây, có những cái miếng to, miếng nhỏ, đây có cả những cái miếng tròn tròn này. Đây là những cái miếng tròn tròn. Đó, đây. Đấy, đây không? Những miếng tròn tròn nhá. Tròn vuông dài là nghĩa là một hộp như này là full combo là bốn cái mã này, bốn cái mã trên hình nha. Đấy thì lên mã cho em sẽ cái hộp băng gâu một hộp là 100 miếng nhá. Về các bác dán, nói chung là nên có mỗi gia đình một hộp nha. Đấy, nhiều khi các bác đứt tay đứt chân nha, mình có cái là mình dán luôn, mình băng vào. Mà cái này rất là dính luôn, mà đặc biệt là các bác có thể là khi mà mình dính xong các bác có thể rửa chân rửa tay thoải mái, không lo nó bong. Bình thường là các bác mua ở quán xá giờ người ta bán vừa đắt mà cái dòng nó không chuẩn quá. Đây cái dòng bên em rất là chuẩn luôn. Nó dính rất là chắc, nước nôi thứ là các bác sử dụng thoải mái, không lo nó bị bong nhá. Đó. Một hộp là 100 miếng nhá. Lên mã cho em xem cái hộp băng gâu hoặc là cái băng dán y tế đều được. Đấy, dấu cộng này, dán y tế này, 20k nhá, 20k thôi. Băng gâu nhá, dán vết thương, dán y tế, 20k một hộp băng gâu này nhá, 100 miếng luôn. Tất của Nike thì bên em hàng tiếp tục về nhá. Đấy, tất của Nike này, đây. Một lố tất này thì sẽ là 10 đôi nhá. Dòng tất của Nike 85% là cốt tông, nhưng khi mà các bác sử dụng các bác đi nó rất là mát, thoáng chân, không lo nó bị hôi chân nhá. Đấy, tất này thì nó là dòng tất em lấy băng đôi. Nó là dòng tất cao cổ nhá, cao cổ các bác đi quá mắt cá chân. Đấy, lên logo Nike này, tất thì cực kỳ là mịn màng, chất lượng luôn. Đấy, đi thoáng chân. Đấy, thoáng chân mà không lo nó bị hôi nhá. Nói chung hàng xịn của Nike đấy. Đó, một vỉ một lố nhá. Một lố này thì sẽ là 10 đôi. Một lố này là 10 đôi này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái tất lố tất 10 đôi của Nike. Đấy, của Nike, Nike. Một lố 10 đôi. Đấy, một lố 10 đôi. Giá của nó thì bình dân thôi. 90k một lố nhá. 90k một lố. Thì bên em đang có hai mã màu là màu trắng nhá, màu trắng và màu đen. Đấy thì bán đồng giá luôn. Thì là 90.000 một lố, bán cả lố 10 đôi nhá, không bán lẻ nhá. Thì các bác lấy mã nào cũng được. Đấy, lấy màu nào thì báo nha em. Lấy màu trắng thì báo nha em, lấy màu đen thì báo nha em. Đây để các bác đem lấy cho bác cái lố màu đen này. Đây. Lố này là lố màu đen này. Đấy, lố màu đen. Đấy, logo Nike này. Còn cái lố này thì trên tay em đang cầm đây là cái lố màu trắng này. Đấy thì bán đồng giá một lố 10 đôi nhá. Chỉ có 90.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Bình thường các bác ra quán xá là người ta ra bán bác phải khoảng tầm 20.000 một đôi. Đấy, bên em bán một lố 10 đôi chỉ có 90.000, tính ra là vào có 9.000 một đôi nhá. Giá quá hạt rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp tăm bông. Đấy, tăm bông để về các bác ngoái tai. Báo giá bác luôn, một hộp tăm bông này thì sẽ có là 200 chiếc với mức giá là 20k một hộp nhá. Lên mã giúp em sẽ là hộp tăm bông. Mà đây còn là hai đầu luôn. Đấy, hộp này là hai đầu. Đấy, hai đầu. 20k một hộp nhá. 100% là chất liệu là bằng cốt tông nên các bác sử dụng rất an toàn. Đấy, có diệt khuẩn các thứ đầy đủ hết luôn. Đó. Lên mã giúp em sẽ là hộp tam bông, em sẽ bóc cho bác coi một hộp này. Một hộp này là 200 cái luôn, dùng thoải ga mái luôn. Đấy, về các bác xài thì xài cả 5 giờ hết luôn. Đấy, bác nào dùng ít xài cả 5. Đây. Một hộp của nó này. Đấy, nó là dạng tam bông hai đầu nhá, hai đầu. Đấy, một đầu nhọn và một cái đầu tù. Đó, rất ok luôn. Sạch sẽ an toàn mà giá nó bình dân. Bình thường các bác mua những cái hộp mà 200 cái này ra quán hiệu thuốc các thứ giờ ít phải 30-40.000 hộp luôn. Ở bên em bán các bác chỉ có 20.000 thôi. Hộp tăm bông 200 cái nhá, hộp tăm bông 200 cái. Giá đang bán các bác là 20k một hộp này. Đấy, một hộp này là 200 cái mà là hai đầu luôn. Đấy, hai đầu luôn nhá. 20k một hộp tăm bông 20 cái nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây cưa gấp đen trắng. Đợt này thì em vẫn đang giảm giá xả kho cây cưa này. Giá của nó thì chỉ có 50.000 một cây thôi. Đấy, cưa gấp đen trắng nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây cưa gấp đen trắng. Về các bác cưa cành, cưa cây sử dụng làm vườn làm tược rất ok luôn. 50.000 một cây nhá. Dòng cưa lưỡi kép và khi mà các bác xài các bác có thể gấp gọn vào, rất tiện cho việc mang đi mang lại. Đấy. Đây. Con này thì của thương hiệu Fugu. Đấy, Fugu Japan nhá. Dòng cưa lưỡi kép nhá. Đấy, cưa rất là ngọt luôn. Đấy, nó có những cái phần hở hạt bưởi này, các bác cưa thì cái phần bùn nó sẽ đẩy qua những cái phần hạt bưởi này thì nó tạo cái rãnh cưa nó thoáng, cưa rất là nhanh. Phần tay cầm này đều được bọc cao su chống trơn trượt và cái tay cầm nó khá là dài. Các bác cầm khi mà các bác kéo các bác giật cưa nó có lực nhá. Nó có lực thì khi mà các bác cưa nó cưa rất là nhanh, dễ cưa. Đó.
chiều dài lưỡi của cái dòng cưa này thì sẽ là 30 cm. Đó, lưỡi dài là 30 cm nhé, lưỡi dài 30 cm. Và cái phần tay cầm nó rơi vào khoảng tầm 30 cm nữa, thì tổng chiều dài khi mà các bác duỗi ra thì nó rơi khoảng tầm hơn 60 cm. Còn nếu các bác gập vào nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, gập vào nhỏ gọn là khoảng tầm 30 cm thôi. Đấy, khá là nhỏ gọn nhá. À, lên mã giúp em sẽ là cái cây cưa gốc đen trắng nhá. Giá thì rất bình dân dễ mua. 50.000 một cây nhá. 50k một cây cưa gốc đen trắng nha. Thì hầu như toàn những cái mã hàng về cho anh em thợ thuyền đâu ạ. Đấy, tiếp tục thì lên luôn cho bác, đó là cái con máy hàn nhiệt ống, máy hàn ống nhiệt nhá, máy hàn ống nhiệt. Đấy, chuyên dùng cho các bác đi làm công trình. Đấy, rồi là anh em thợ thuyền. Đấy, sử dụng con này rất ok, hàng của Kabushi. Đấy, các bác lắp đặt đường ống nước các thứ này. Đấy, ống nhiệt, ống nước nhá, các bác dùng để các bác hàn. Đấy, hàn ống nhiệt, hàn ống nước nhá, rất ok luôn. Con này thì đầy đủ full combo cả bộ luôn là 430.000 một bộ nhá. Kích cỡ ống của nó khi mà các bác xài được thì ống nhỏ nhất của nó sẽ là ống 20 và ống lớn nhất của nó sẽ ống 63. Đấy, từ 20 cho đến 63 nhá. Đấy, nói chung là cái giá này thì nó rất là phổ thông rồi. Cho các bác sử dụng điện gia đình này, rồi là điện công trình to đứa rồi ok luôn. Đây, một bộ của nó như này. Nguyên hộp như này luôn. Đấy, đựng trong một chiếc hộp nhôm rất chắc chắn nhá. Đấy, hàng của Kabushi, dập trong dập ngoài luôn. 20 đến 63 này. Đấy. À, nói qua phần thông số công suất này, con này thì công suất của nó là 1000W nhá, sử dụng cho em là điện 220, cái nhiệt độ tối đa của nó đạt đỉnh điểm được là 300 độ C và nóng cực kỳ nhanh luôn. Đấy, các bác hàn rất là nhanh. Đấy, nóng nhanh, hàn nhanh, dùng ok lắm. Đấy, hàng này thì bên em sẽ có bảo hành các bác luôn nhá, các bác về dùng có vấn đề gì bên em sẽ có bảo hành các bác luôn, nên các bác yên tâm nhá. Hàng của hãng nên có yên tâm rồi. Đấy, đầy đủ một cái bộ này của nó luôn này. Đó, một cái này là cái phần giá đỡ này. Đấy, một cái giá đỡ này. Đây là con máy chính nhá, đây là con máy chính này. Đấy, một con máy chính rất ok. Đây, đây có những cái phần lỗ để các bác cài những cái phần khuôn hàn này vào này. Đấy, cài những khuôn hàn vào đây, máy đây nhá, máy đây có cả đèn báo luôn nhá. Đấy, đèn báo xanh, đèn báo đỏ, xanh thì là dừng, còn đỏ thì là đang chạy, đang làm nóng nhá. Phần dây nguồn này, đấy, dây nguồn đó. Đấy, thì về các bác xài, các bác cài đây này. Đấy, các bác cài đây để các bác làm cái giá đỡ này. Đấy, cái này nó là cái giá đỡ nhá. Rồi làm bên trong thì là những cái phụ kiện ốc để các bác lắp những cái con trụ hàn này vào này. Đấy, ốc các bác lắp những con trụ hàn này vào. Đấy, và đây thì nó sẽ có những cái trụ hàn. Đây em sẽ quay cho bác từng cái trụ hàn một này. Con nhỏ nhất của nó là trụ 20 này. Đấy, nhỏ nhất của nó là trụ 20 nhá. Đấy, tiếp theo để đến cái con vừa vừa của nó sẽ là trụ 25 này. Đấy, trụ 25. Nói chung là cái giải của nó nhiều lắm. Giải này tiếp theo là 32 này. Đấy, 32. Các bác xài bộ này thì dùng gia đình này, anh em thợ thuyền công trình to công trình nhỏ là xài được hết luôn. Đấy, tiếp theo thì là 40 này. Đấy, 40. Rồi là có 50 này. Đấy. 50 và lớn nhất nó sẽ là 63 nhá. Đấy, nó giải là từ 20, 25, 32, 40, 50, 63. Đấy, thì nó sẽ gồm có những cái bộ để các bác nối ống như này. Rồi là ốc vít các thứ, ốc đồ đầy đủ, một thân máy, một cái giá đỡ đi kèm và mới nguyên hộp như này luôn. Giá của nó thì full combo một cái bộ như này thì sẽ là 430.000 nhá. 430.000 một bộ máy hàn nhiệt ống nước nhá. Đấy, máy hàn ống máy hàn nhiệt ống nước. Đấy, cho các bác chuyên hàn cho ống nước rất ok luôn. Đây, thông số đây. 1000W này, sử dụng 220. Đấy, nhiệt độ từ 0 đến 300 độ C nhá. Đấy. Hàn xài được ống từ ống 20 cho đến ống lớn nhất là ống 63, rất ok luôn. Hàng của hãng đàng hoàng nhá, hàng chuẩn chính hãng của Kabushi, rất xịn sò, ok. Có bảo hành bác luôn, yên tâm nhá. 430.000 một bộ này, máy hàn nhiệt ống nước. Rồi cái sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác hàng, đó là cái bộ Tazo gen trong. Đấy, lâu lắm em không lại bán cái bộ này thì hôm nay bên em tiếp tục hàng về này. Bộ Tazo gen trong nhé, em báo giá luôn, một bộ này với giá sẽ là 100.000. Đấy, khi mà các bác mua bộ này thì sẽ hàng mới nguyên hộp nha. Đấy, hàng mới nguyên hộp luôn. Bộ này thì nó sẽ gồm có bác là tổng là đi 5 mũi nhá, tổng là 5 mũi này. Đấy, 6 mũi nhá, 6 mũi. Đấy, 6 mũi các nhá. 6 mũi 6 mũi với lại 6 kích cỡ khác nhau, từ to đến nhỏ này. Đấy, từ to đến nhỏ nhá. Nó sẽ có là mũi mũi M3 này, M4 này, M5 này, M6, M8, M10 nhá. Đấy, với 6 kích cỡ khác nhau, từ M3 cho đến M10. Đấy, thì con này thì chuyên để các bác dùng để các bác khoan tạo taro ren trong. Đấy, tạo taro ren trong. Đấy, dòng thép gió nhá, phủ một lớp titan, khoan cực kỳ ngọt luôn, tạo taro ren rất nét luôn. Đấy, rất ok. Đấy, chuyên dùng các bác taro ren trong nhá. Nói chung là cái kích cỡ từ 3 cho đến 10 này thì toàn những kích cỡ phổ thông. Đấy, cho anh em thợ thuyền rồi các bác dùng gia đình rất là phổ thông luôn. Đấy, bộ này thì cũng chỉ có 100.000 thôi, giá rất hạt rẻ. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ Tazo gen trong nhá, 100.000 một cái bộ này. Một bộ là 6 mũi nhá, kích cỡ là từ 3 cho đến 10,
3, 4, 5, 6, 8, 10 nhá. Đấy, 100 ngàn một bộ nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng cũng rất là hay và cũng rất nhiều bác hỏi em cái mã hàng này. Đó là cái dụng cụ tháo mở vòi nước gãy nhá. Đấy, nhà các bác là hay bị cái tình trạng là vòi nước nó bị gãy. Đấy, thì các bác mỗi khi mà các bác muốn lấy cái lõi bên trong ra mà nếu mà không có dụng cụ bình thường các bác không thể tháo được. Buộc chắc chắn là các bác phải gọi thợ. Đấy, gọi thợ thì tốn kém rất là nhiều chi phí thì đây. Bên em về được cái mã này rất hay. Đó là cái dụng cụ tháo mở vòi nước bị gãy. Đấy, với giá thì rất hạt rẻ luôn, chỉ có 30.000 thôi. Các bác bỏ ra cho em là 30.000 sở hữu cho em một cái bộ nha. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái đầu một cái đầu nha. Đấy, nó sẽ có hai đầu gen, một đầu gen 21 và một đầu gen sẽ là đầu gen 27 nhá, và một cái tay công. Đấy, thì cái này thì về rất là dễ xài thôi. Đây em sẽ mở cho bác coi này. Đấy, rất dễ xài thôi. Đấy thì về thì các bác cứ xoáy trực tiếp cái này vào trong cái đường ống, ví dụ đống như bác ống 21 hoặc là ống 27 thì các bác xem cái ống nào vừa thì các bác cho vào, sau đó các bác vặn. Đấy, thì con này nó thiết kế theo dạng là gen ngược nhá, khi mà các bác xoáy vào thì nó sẽ càng siết vào thì nó lại càng xoáy cái kia ra. Đấy, nên rất là hay, nó thiết kế dạng gen ngược mà. Đấy, thì về các bác xỏ vào đây này, các bác xỏ nhem vào đây. Đấy, xỏ vào đây sau đó là các bác cứ này các bác công ra thôi, cứ này các bác công ra. Đấy, cứ thế các bác công ra rất tiện dụng luôn đó. Chỉ có 30.000 thôi nhá, chỉ có 30.000 thôi. Nó bằng thép thép đặc 100% luôn, thép đặc 100%, rất ok. Đấy, một bộ này là 30.000 bộ nhá. Một đầu gen nhỏ này là đầu 21 này và đầu to này sẽ là đầu 27 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ nhá, dụng cụ tháo mở vòi nước gãy nhá, dụng cụ tháo mở vòi nước gãy 30.000 nhá, 30.000. Đấy. Cứ không thì các bác cứ lên mã đi, em sẽ là cái bộ mở vòi nước gãy được. Đấy, mở vòi nước gãy nhá, một bộ này là 30.000. Đấy, nhà bác nào mà đang có cái vòi nước gãy thứ ra. Các bác nói chung là các bác mua về mình nếu mà không có mình mua về dự phòng được, đôi khi rất là cần những cái dụng cụ này. Giá là bình dân mình mua về mình dự phòng cũng được, rất ok luôn. 30k bộ. Rồi, dây thít thì hàng bên em tiếp tục hàng về phụ bác nhá. Đấy, dây thít thì tiếp tục hàng về. Đấy, hiện tại bên em đang có hai mã là một mã dây thít dài và một mã là dây thít ngắn nhá. Đấy. Mã dây thít dài này thì bên em nói chung là bán đồng giá luôn là 30.000 một cái túi nha, 30.000 một túi, giá rất hạt rẻ luôn. Bình thường các bác mua ra cửa hàng người ta bán theo lạng nhá, một lạng ấy là các bác ít các bác phải bỏ ra giúp em là 50.000 luôn, thật sự luôn. Đấy, vì em cũng đã mua rồi. Đấy, mà đây một cái túi này em cân lên nó rơi khoảng tầm 2 lạng rưỡi một túi nhỉ. 2 lạng rưỡi một túi đây. À đây này, nó có này, 250 g này này. Đấy, 250 g. Cái thít dài này của nó sẽ là chiều dài sẽ là 30 nhá, 30 các bạn. Size của nó sẽ là size 30. Đấy thì giá của nó sẽ là 30.000 một bịch nha. Chỉ có 30.000 thôi. Giá rất hạt rẻ luôn. Một cái bịch này thì sẽ được là 143 cái này. Đấy, 143 cái nhá. Đó. Cái này là cái bịch thít dài. Đấy, 30.000 bịch. Cái này là cái bịch thít ngắn. Đấy, cái này thì ngắn một chút. Cái này của nó là 20 các bạn, 20. Đấy, 20 nhá, 20 cm. Chiều dài của nó sẽ 20 cm. Cái này thì em cũng bán đồng giá luôn là 30.000. Đấy, vì kích cái cân nặng, cái này chủ yếu nó bán theo cân nặng mà. Đấy, cái này chủ yếu bán theo cân nặng thì cái này cũng là 250 g, 2 lạng rưỡi luôn. Đấy, túi này một túi là 2 lạng rưỡi nhá. 2 lạng rưỡi, cái túi này là được là đi 226 cái này. Đấy, 226 cái. Cân nặng thì nó đều nhau là đều là 2 lạng rưỡi hết, nhưng có cái là cái dài thì nó sẽ tốn nhựa hơn thì nó sẽ được ít cái hơn, còn cái này nó ngắn hơn thì nó sẽ được nhiều nhựa hơn thì nó sẽ được nhiều hơn. Đấy, thì cái dài này thì là 20 nhá. À, cái ngắn này thì là 20 thì cũng là 30.000. Và một túi này là 226 cái này. Cái này là cái ngắn này. Đấy thì là 30.000. Cái túi này túi dài, một túi dài này sẽ là 143, túi dài này dài 30 nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã em sẽ được cái dây thít dài. Dây thít dài là 30k, còn dây thít ngắn thì là cũng 30k luôn. Thì bên em đang bán đồng giá một túi là 30.000. Các bác cứ lấy mã nào rồi báo nha. Dài ngắn bằng tiền nhau nhá. Đấy, dài ngắn bằng tiền nhau luôn. Thít dài 30, thít ngắn 30. Lấy mã ngắn hay mã dài thì cứ báo nha. Đấy bên em sẽ làm cho bác coi nhá. Lên lướt nhanh cho bác một số cái mã hàng về cái đồ dùng gia đình này. Đấy, thì tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái này đó là cái ô dù tự động nhá. Lên mã em sẽ cái bộ ô dù tự động rất hay luôn. Đấy, một chiếc ô dù tự động. Con này thì thao tác toàn bộ tự động luôn. Các bác bấm mở tự động nhá. Đây em sẽ sử dụng bác coi này. Các bác chỉ việc bấm đi cho em. Đấy, tự động sẽ bật lên nhá. Đấy, bấm cái. Các bác bấm cái này. Đó. Là tự động là nó sẽ cập vào nhá. Đây em sẽ mở lại cho bác một lần nữa này. Đấy, các bác chỉ việc bấm cái là tự động mở ra. Các bác muốn thu vào bấm lên cho em. Đó, tự động sẽ thu vào, sau đó các bác ấn xuống nha. Đấy, thu xuống cái là xong. Đấy, là thành một chiếc ô rất là nhỏ gọn xinh xắn. Các bác mang đi mang lại cũng rất là tiện luôn. Nó khi mà thu vào rất là ngắn. Đấy, các bác mở ra này. Đấy, ô cực kỳ to luôn. Ô đường kính khoảng tầm 1 mét nhá. Đấy, đường kính từ bên này con này khoảng tầm 1 mét. Ô khá là to luôn. Đấy, các bác đi khoảng tầm 2-3 người thoải mái luôn. Ô thì cực kỳ dày. Các bác cứ rũ cho em thoải mái này. Rũ cho em thoải mái luôn. Đấy, con này thì cứ rũ thoải mái. Khung nó cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, ô dù tự động nhá. Đấy, ấn một cái.
lá sẽ ngắn gọn vào đây, nó sẽ gọn vào nhà luôn đấy, gọn thành một chiếc ô rất ngắn luôn, phải tầm hơn 20 cm thôi đấy. Các bác để trong túi sách rồi mình mang đi mang lại rất là tiện, đi chơi đi du lịch đấy, che mưa che nắng quá ok cho em luôn đấy. Đấy, báo giá bác luôn nhá, lên mãi em sẽ là cái sản phẩm một cái cây ô dù tự động nhá, ô dù tự động bên em đang của bác một cái ô dù tự động này với giá sẽ là đi 80.000 thôi, 80k nhá, lên mãi em sẽ là cái ô dù tự động đang gửi bác sẽ là 80k một chiếc ô dù tự động nha. Rồi cái siêu phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái thắt lưng cá sấu hộp vàng đấy, tiếp tục hàng bên em lại về nhá, tiếp tục hàng bên em lại về đó, bên em báo giá luôn một chiếc thắt lưng cá sấu hộp vàng nha, bên em đang gửi bác giá thì cũng cực kỳ bình dân dễ mua luôn đấy, ai cũng có thể mua luôn đấy. 130.000 nhá, 130k các bác cứ lên mã giúp em sẽ là thắt lưng đấy, thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá, hộp vàng đấy, hộp vàng 130.000. tại sao được gọi hộp vàng thì đây các bác nhìn này đấy, bên trong bên ngoài thì thực ra nó rất là đen đấy, nhưng bên trong các bác mở ra đấy, cái màu vàng cực kỳ là sang trọng lịch sự luôn đấy, mạ vàng này, các chi tiết này vàng bên trong này, logo Lacoste luôn nhá, cực kỳ xịn. Đấy là cái phần hộp nhá, nguyên phần hộp đã các bác thấy nó rất là đẹp rồi đấy. Tiếp theo thì là thắt lưng đấy, thắt lưng thì sẽ có là phần mặt này, các bác nhìn này quá ok luôn, mặt mạ vàng quá đẹp luôn nhá, hình cá sấu thương hiệu Lacoste. Còn đây là phần da này, da thì cực kỳ mềm, thích dùng ok luôn. Đây da của nó đây đấy, vân cá sấu lên rất đẹp luôn đó, da rất mềm dùng cực kỳ thích. Cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi, hàng này của nó sẽ là hàng lẫy cài nhá, hàng lẫy cài đó. Đây các bác nhìn phần mặt đây, tàng mác đầy đủ luôn, các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng con này cũng quá hợp lý luôn đấy. Mà giá cũng rất là bình dân, chỉ có 130.000 thôi, 130.000 một chiếc thắt lưng cá sấu hộp vàng nha. Đấy, giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá, bộ sản phẩm hàng mới keng các bác nhá, mới keng nguyên hộp nha. Đấy, mới keng nguyên hộp nha, với giá sẽ là 130.000 một cái. Đấy, có phần tay sách này, các bác sách mang đi làm quà biếu tặng này, mua về mình sử dụng này. Đấy, thắt lưng mình dùng, còn có hộp mình đựng đồ đạc cũng quá ok luôn, 130k một cái nhá. Đấy, hộp bên ngoài, thắt lưng thì bên trong. Lên mã giúp em sẽ là thắt lưng cá sấu hộp vàng 130k. Rất là hay mới, đó là cái các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái cà lê xích các nhá. Đấy, cà lê xích này cực kỳ là hay luôn. Đó, con siêu phẩm cà lê xích nhá. Cái này thì em báo giá luôn. Em đang gửi một cái chiếc cà lê xích này với giá sẽ là 160.000 một cây nhá, 160.000 một cây. Rất là hay. Đó. Nó sẽ thiết kế là một cái tay công nha. Đấy, và một cái sợi xích đi kèm nhá. Cái này thì ví dụ như là những cái vị trí nó khó, ví dụ như là những cái chỗ mà ổ đường ống nước các thứ này, rồi là những cái chỗ mà cái phần xoáy các bác nó không có gen nên các bác không thể cho cà lê vào, các bác xoáy được hoặc chồng nó cho vào được thì các bác dùng cái này các bác xoáy nhá. Đấy, con này ví dụ những cái đồ vật mà nó tròn đấy, các bác không thể cho cái này và những cái gì vào được thì các bác dùng cái con xích này các bác cạp vào các bác xoáy nhá, rất tiện dụng luôn. Đây nó có những cái khớp này, những cái dựng khớp, những cái rãnh này đấy, để các bác lựa, các bác dắt xem cái xích này vào đấy, ra cái xích này vào đây. Đấy, nó có một cái sợi xích và một cái tay công, một cái tay đi kèm. Đấy, thì nó sẽ gắn vào một bộ này luôn, rất là dây xích khá là dài luôn. Em sẽ đo bác về kích thước tổng chiều dài các thứ của nó nhá. Cái tay công này thì tổng chiều dài của nó rơi vào là 40 này. Đấy, 40. Cái phần tay xích này thì nó cũng khá dài đấy, cái xích này của nó rơi vào là đi 68 gần 70 này. Đấy, 68 gần 70 nhá. Đấy, khá là dài luôn, các bác xoáy rất là tiện. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là cái sản phẩm là cái cà lê xích nhá. Đấy, các bác chỉ việc vòng vào đây. Đấy, vòng một cái đồ vật các bác cần xoáy, sau đó là các bác cài cái sợi xích vào những cái phần móc của nó này. Đấy, gài vào đây này. Đó, các bác gài vào đây. Đấy, cái này nó có 3 mắt, khi mà các bác gài nó rất là ôm, rất là chặt luôn. Đấy, ôm rất chặt đây. Đấy, các bác gài vào chưa? Đấy, nó sẽ tạo một cái vòng này. Đấy, nó có cái phần răng cưa, cái vam này, để các bác xoáy những cái đồ vật tròn các thứ là rất tiện dụng luôn nhá. Đó. Cà lê xích nhá, 160.000 một cái này. 160.000 này, hàng rất xịn luôn, cầm chắc chắn cực kỳ. Đó. Đây các bác cùng xem thực tế một cái video về sản phẩm này. Xem thực tế một cái video về sản phẩm giúp em nhé. Đây, các bác đợi chút này. Đó đây. Đó đây, các bác nhìn này. Đấy, ví dụ như những cái đồ vật mà tròn. Đấy, những cái đồ vật tròn. Đấy, ví dụ như ống nước các thứ này. Rồi là những cái ống tip nhá, nó hình tròn. Đấy, hình tròn, rồi là những cái hình mà nó hình thù nó rất là đặc biệt. Không có những cái đồ để các bác tháo ra để các bác dùng cái con cà lê xích này các bác tháo cho em. Rất tiện dụng luôn. Đấy, đây. Đây. Đó. Nó có 3 khóa, khi khóa chặt hơn sẽ càng chắc chắn hơn. Nó có thể tháo rời một số bộ phận ống lớn hơn. Có thể sử dụng nó để tháo rời các bộ phận tròn, vuông, nhẹ nhàng dễ dàng. Cũng có thể sử dụng nó để tháo rời một số bộ lọc của ô tô.
Đấy, rất tiện dụng nhá. Đấy, nó gọi là cái cà lê xích nhá, nó gọi là cái cà lê xích. Thì bên em đang gửi bác một cái cà lê xích này với giá sẽ là 160.000. Cái sản phẩm này, cái mã hàng mới, cái mã hàng này đang hot anh nhá. Cái mã hàng này đang rất là hot luôn, rất là tiện dụng. Đấy, cho anh em thợ thiền, giờ các bác sử dụng gia đình cũng rất là ok luôn. Đó, 160.000 một chiếc này, 160.000. Cái sản phẩm tiếp theo em gửi bác một cái mã hàng rất là hay, đó là cái bộ ke góc nam châm, cũng rất nhiều bác hỏi cái em cái mã này. Đó thì em về thêm cho bác cái mã hàng, đó là cái bộ ke góc nam châm này, để chuyên cho bác nào hay hàn xì thứ rồi các bác cố định cái phần khung hàn các bác vào các bác hàn nhá. Con này thì khi mà các bác cố định thì nó sẽ có một cái góc là 90 độ này. Đấy, và một cái góc xéo là góc 45 độ nhá. Hàn thì có nhiều Camposi. Đấy, lực hít là 60 kg nhá, cực kỳ là mạnh luôn. Con này nó nam châm vĩnh cửu hít rất khỏe luôn nhá. Đấy, sắt siêu thứ là nó hít ngon lành luôn. Đấy, thấy không? Sắt siêu thứ là hít ngon lành luôn, hít chặt lắm. Đấy, nó hít khỏe dã man luôn. Đấy, các bác cứ kẹp rồi hít dã man ngủ luôn. Đó là cái keo góc nam châm nhá. Đấy, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái keo góc nam châm này. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá, hít rất khỏe, nam châm vĩnh cửu mà. Đấy, 90.000 một cái này. Thì các bác khi mà các bác xài, các bác sẽ keo được một góc là 90 độ và một góc là 45 độ. Đấy, dành cho em thợ hàn xì đấy rồi. Các bác cố định để các bác hàn nó không bị lệch các thứ nha. Đây các bác cùng xem một cái video về sản phẩm này. Đấy, đây. Đấy, ví dụ các bác xài, các bác có thể dùng để các bác keo một góc 90 độ này. Đấy, rất ok nhá. Keo góc 90 độ này. Đấy, rồi một cái góc chéo 45 độ này. Rất hay luôn. Đấy, và các bác có thể keo góc trên góc dưới, nhưng mà các bác mua nhiều một hai con về mình có thể keo một phát góc trên góc dưới luôn, dùng rất tiện dụng. Đấy, keo góc 45 độ này các nhìn này. Đấy, khi mà cái này anh thợ anh làm rất tiện dụng luôn, rất là ngon nhá. Đấy, rồi là keo những cái góc song song. Đó, keo góc vuông, góc nọ góc kia, nói chung là nó, cái này nó ứng dụng được nhiều việc lắm. Đặc biệt là trong anh em thợ hàn thì có thứ ứng dụng rất nhiều việc luôn, mà giá rất là bình dân. Nó chỉ có 90.000 một cái thôi. Lên mã thì em xem cái keo góc nam châm nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đang gửi bác là 90k một cái. Đây nó rất là dính, dính mấy cái vào nhau này các bạn. Đó, 90k một cái nhá, keo góc nam châm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bao tay lái xe. Lên mã thì em sẽ cái bộ bao tay lái xe để về chuyên bác dùng để đi lái xe lái cộ rất ok luôn. Đấy, em báo giá luôn nhá. Một cái bộ bao tay lái xe này bên em đang gửi bác giá rất bình dân. Bao tay lái xe. Giá của nó sẽ là 50.000 một đôi nhá. 50k một cái đôi bao tay lái xe này. Đấy, bác nào ở miền Bắc thì đi cho nó ấm tay. Đấy, đợt này vẫn đang còn mùa đông rất là lạnh. Đấy, các bác đi cho ấm tay. Bác nào miền Nam thì đi dùng, mình dùng để chống nắng. Đấy, chống tiêu UV, tia cực tím, chống nắng rất tốt luôn. Bác nào miền Bắc thì giữ nhiệt, miền Nam thì chống nắng. Rất ok. Đây, thì về các bác chỉ việc đeo vào sau đó là các bác sử dụng thôi. Chuyên dùng để các bác cho các bác lái xe máy nhá, đi rừng, đi phượt, đi chơi rồi. Đấy, lái xe ngoài trời nhiều. Đấy, vừa bảo vệ đôi tay các bác này, giữ ấm rồi giữ nhiệt, chống nắng các thứ này. Ở phần này thì nó sẽ có một lớp cao su chống chân trượt, nên các bác khi mà các bác cầm tay lái nó rất là thật tay. Đó, và ở cái phần đầu này là cái phần đầu ra, ví dụ các bác có bấm điện thoại là các bác vẫn có thể bấm được luôn. Đấy, ví dụ như cái điện thoại cảm ứng ấy là các bác vẫn có thể dùng, các bác bấm được luôn. Tại vì cái phần đầu này nó bọc ra này. Đó, thiết kế cực kỳ đẹp. Trang nhã lịch sự nhá. Đó. Đây em sẽ đi cho bác cả đôi này. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy. Thì các bác đi, các bác kéo khóa lên cho em là xong, chắc chắn ok. Đó, về các bác dùng để lái xe là kiếc rất ok. 50k một đôi nhá. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái đôi bao tay lái xe. Đó, bên em đang gửi bác một cái đôi bao tay lái xe đẹp nha. Giá nó chỉ có 50.000 thôi. Giá rất hạt rẻ luôn. 50k một đôi nhá. 50k. Đó, giá rất bình dân. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái miếng xốp mút rửa bát này. Đấy, cái này về chuyên bác rửa bát, rửa xoong, rửa nồi rất tiện dụng luôn. Một cái combo thì một cái combo này sẽ gồm có là 3 miếng. Đấy, và bên em đang gửi bác một cái mức giá rất là bình dân. Nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ combo 3 miếng xốp mút rửa bát nhá. Đấy, xốp mút rửa bát thì đây. Đấy, một cái combo sẽ gồm 3 miếng này. Nó sẽ gồm có một cái mặt mút này để các bác dùng để rửa cọ rửa bình thường, và một cái mặt đầu dạng nhám nhám để các bác ví dụ những cái phần vết bẩn các thứ ra, các bác dùng để các bác chà. Đấy, ngoài ra thì cái con này nếu mà các bác không dùng để rửa bát thì mình có thể dùng cái miếng này các bác dùng để đánh bóng. Đấy, mình cho những cái đồ cana thứ vào đây các bác dùng để đánh bóng đồ vật các thứ rồi, các bác dùng cái miếng này các bác cũng dùng ok luôn. Nói chung nó ứng dụng được trong nhiều việc nhá, ứng dụng nhiều việc. Thì các bác cứ lên mã duy em sẽ là cái combo 3 miếng xốp rửa bát nha nhá. Đấy, là một combo bên em bán theo một combo 3 miếng này với giá nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, lên mã duy em sẽ là cái xốp mút rửa bát nhá. Đấy, miếng xốp mút rửa bát 3 miếng. Xốp rửa bát này, miếng xốp mút rửa bát 3 miếng nhá, 3 miếng. Giá của nó sẽ là 10k cho 3 miếng này các bác nhá, chỉ có 10.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng bên em bán cực kỳ chạy đợt này. Đó là cái bộ tô vít đóng nhá, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, tô vít đóng thì tại bên em đã có hai mã là một mã đầu cộng này. Đấy, tức là đầu ba ke nhá, đầu ba ke, đầu bốn múi nhá. Đấy, đầu cộng này.
và một cái mã nữa là cái mã đầu trừ nhá, mã đầu trừ đây, mã đầu trừ, đây là mã đầu trừ này. Đấy, toàn bộ đầu này thì đều có được tích hợp từ tính nhá. Đây phần đầu đóng nó đây, cái này thì về nhiều bác hỏi bên em là có đóng được không, thì em nói luôn là em đang quay tên của nó, tên nó của nó luôn là Tovit đóng mà, nên là về các bác cứ đóng cho em, có đóng cho em thoải mái luôn. Đấy, yên tâm nhá, cực kỳ là chắc chắn luôn. Đây hàng của Kabushi Japan. Đấy thì bên em sẽ bán theo là lẻ từng cây một, thì bên em sẽ bán lẻ một cây này sẽ là 30.000 và đầu cộng đầu trừ là bằng giá nhau hết luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cây nào thì cứ báo cho em nhé, các bác lấy cây cộng thì báo cho em, lấy cây đầu trừ thì báo cho em nhé. Đấy, còn đồng giá thì cứ là 30.000 một cây. Cây này thì chiều dài của nó, tổng chiều dài của nó rơi vào là tầm là 30 cm nhá, 30 cm một cây. Đấy, từ đầu đến từ đầu này đến đầu này là 30 cm nhá, với mức giá là 30.000 một cây thôi. Đấy, rất là hay. Đấy, về các bác dùng vừa, nếu mà các bác không dùng để đóng thì mình có thể là dùng để xoáy. Đấy, còn nếu mà không xoáy thì mình có thể đóng. Đấy, nói chung là một công đôi việc, để ứng dụng trong nhiều việc nhá, rất là tiện dụng luôn. Mà giá nó bình dân, nó chỉ có 30.000 một cây thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái cây Tovit đóng nhá. Đấy, cây Tovit đóng đang gửi bác là 30.000 một cây nhá. Đấy, 30.000 một cây, đầu cộng đầu trừ nhá. Đấy, lấy đầu nào thì các bác cứ báo nha. Đấy, lấy đầu nào thì báo nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái lọ kem tẩy xong nồi này. Đấy, lọ kem tẩy xong nồi nhá, lọ này bên em bán rất là chạy luôn. Đấy, với mức giá thì cực kỳ bình dân, nó chỉ có 20.000 thôi. Về các bác dùng để mình tẩy xong tẩy nồi rất là tiện dụng mà rất là dễ dùng nhá, 20k nhá. Lên mã thì em sẽ cái lọ tẩy xanh nhá. Đấy, lọ tẩy xanh. Đấy, vì hộp của nó màu xanh thì em gọi luôn là mã sẽ là hộp tẩy xanh nhá, hoặc là cái hộp để tẩy xong nồi. Đấy, tẩy bẩn xong nồi nhá, cặn bẩn, cặn dầu mỡ thứ rất là sạch. 20k một lọ nhá, 20k một hộp như này, một hũ như này. Đấy, thì về các bác chỉ việc là mở hộp ra, sau đó là cái son, nếu mà các bác bẩn ấy thì các bác tráng qua một lượt nước đi cho nó ướt. Đấy, sau đó các bác dùng cái bột này các bác phết lên. Đấy, phết lên và các bác dùng cái miếng cọ son ấy, cái miếng cọ son bằng sắt ấy, các bác kết hợp với cái bột này các bác dùng rồi các bác đánh nhá. Đấy thì nó rất là sạch luôn. Đấy, các bác càng đánh nó càng bóng, càng đánh nó càng sạch. 20.000 thôi các bác nhá, 20.000 một hũ tẩy xanh, tẩy son nồi. Đây cho các bác xem cái video thực tế về sản phẩm, hướng dẫn các bác xả luôn này. Đấy, các bác cùng coi này. Đây. Đó, đây lại chuột. Kem tẩy xong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Quầy cái kem thực tế về sản phẩm nhá. 20k một hũ nha, 20k một hũ tẩy xanh, tẩy xong nồi nha, 20k. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây dao vàng. Cây này thì về chuyên dùng cho bác, dùng để gọt hoa quả nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, con này thì em không rõ nó dùng dòng thép gì nhưng mà nó lại hay, sản phẩm rất hay. Của sản phẩm này thì cực kỳ sắc, mà nó sắc rất là lâu, mà thứ hai là nó không bị rỉ. Đấy, vì cái sản phẩm thực tế thì em dùng hơn năm nay một cái cây này em lấy dùng thử rồi. Đấy, rất sắc luôn, sắc lâu mà lại là không bị gì nhá, không bị gì. Đấy, cực kỳ sắc bén, các bạn nhìn cái phần lưỡi này. Đấy. Con này thì chiều dài nó khoảng tầm 20 cm, nó rất là nhỏ gọn. Đấy, tay cầm cán gỗ nhá, rất nhỏ gọn, các bác chuyên dùng để các bác gọt hoa quả cho em, rất tiện dụng luôn. Giá thì cũng rất là bình dân, 20.000 một cây thôi, 20k nhá, 20k. Một cây dao vàng nhá. Đấy, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây dao vàng nhá, cây dao vàng. Cây dao vàng này, đang gửi bác là một cái cây dao vàng này là chỉ có 20k thôi. 20k một cây dao vàng. Đấy, giá quá hạt rẻ và bình dân mà cực kỳ sắc mà lại không bị rỉ nữa nhá, không bị rỉ. Đấy, các bác dùng về để mình gọt hoa quả, các trái cây thứ là rất tiện dụng luôn. 20k một cây, dao vàng nhá, lên mã em sẽ là dao vàng, 20k một cây. Kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá, kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác xài, muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ giúp em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi, giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này, đó thấy không, nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá, lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này,
và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây, để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây, để em test cho bác coi nhá. Này nó phải lấy nét là cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét là cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây, em sẽ test cho bác coi này. Đấy, đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó, đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À, cái đèn trợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình. Đấy là nó có một thêm những cái đèn trợ sáng này, ba đèn luôn. Là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính đúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn các bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính đúp có đèn trợ sáng nhá, kính đúp có đèn trợ sáng thì giá sẽ là 50k và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá. Về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo. Sản phẩm tiếp theo thì đây, tiếp tục về cái mã hàng đó là cái cân móc điện tử, em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là cân móc điện tử, mã của nó sẽ là mã cân C1 nhá, mã cân C1. Các bác cứ gọi giúp em là mã là cân C1 hoặc là cân móc điện tử. Đấy, thì giá của nó em báo luôn là 60.000 một cái cân móc điện tử này. Cái này về các bác đi chợ đi búa này, đi câu này, đi cân đi kẹo rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha. Hàng mới nguyên hộp. Đi kèm sẽ có cả pin cho bác luôn. Về các bác lắp pin vào là xài thôi, rất là dễ dùng sử dụng nhá. Thì về các bác mở cho em cái nắp ở lần sau lưng này, lắp cho em hai viên pin tiểu vào. Đấy, lắp hai viên pin tiểu 3 chiếc A vào, sau đó là các bác bật cân lên này. On này. Đấy, con này nó có cả cái đèn sáng luôn nhá, có cả đèn sáng luôn. Đấy, để ví dụ như là các bác hay cân trong buổi tối, là ví dụ như là trong trường hợp buổi tối là các bác vẫn có thể nhìn thoải mái luôn nhá. Đấy, buổi tối vẫn có thể nhìn thấy màn hình cân thoải mái luôn vì nó có đèn trợ sáng ở cái cân này, ở cái mặt cân này luôn này. Hiển thị đây nhá, thông số to rõ ràng và cân điện tử thì rất là chính xác luôn. Đấy, chính xác từng gram từng lạng một các nhá. Thì ở đây nó sẽ có là ba cái nút này. Nút Taria là cái nút xóa sạch này, on off là bật tắt này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Mod này thì các bác điều chỉnh các chế độ cân khác nhau. Ở đây thì em đang để là kilogram. Các bác có thể điều chỉnh về là LB này, Zin này, rồi là OZ. Mấy cái này thì em cũng không rõ lắm nhưng mà chủ yếu Việt Nam mình thì hai cân kilogram thôi. Đấy là vẫn là phổ thông nhất thôi. Đấy, đi ở đây về thì các bác rút xem này lên. Đấy, lấy cái móc này ra. Đấy, sau đó các bác móc vào những cái đồ các bác cần cân. Đấy, ví dụ như là em đang cân một cái võng ở trại này. Đấy, thì các bác móc vào cái đồ các bác cần cân nhá. Đây nó có một sẵn một cái móc này. Đây em sẽ cân cho bác coi nhá. Đấy, sau đó các bác treo lên nha. Đấy, các bác cầm nó lên nha. Đấy, đây em đang cân thực tế đây. Đó, và khi mà cân, đấy, khi mà cân xong thì các bác bỏ ra thoải mái luôn. Và nó đặc hay của cái sản phẩm này là khi mà cân xong là nó sẽ nhớ luôn cái số cân ở trên này luôn. Đấy, hiện tại đang là 625 kg. Đấy, 0,625 kg tương đương với lại là 625 g này. Đấy, nó sẽ hiển thị cái số cân nhớ ở đây luôn. Nếu mà các bác muốn xóa cái dấu vết này đi, các bác bấm cho em nút Taria. Đấy, thì nó sẽ xóa về mo là 00. Đấy, và ví dụ đây em cân tiếp này. Đây em cân cái này nhẹ nhẹ này. Đấy, các bác móc vào. Đấy, sau đó một tay các bác cầm vào đây. Đó, và các bác giữ yên một chút. Nó sẽ hiện lên chữ lock này, nó sẽ khóa lại. Đấy, và hiện tại đây em báo luôn này. 0,085 kg tương đương với là 85 g đấy. Đấy, thì đây nó sẽ hiển thị toàn bộ cái thông số ở trên cái màn hình hiển thị luôn. Rất là dễ dàng sử dụng nhá, và nó nhớ được cả cái số cân luôn, nên là rất là tiện các bác. Nhiều khi ví dụ các bác cân xong các bác mà nói chuyện hạn, chẳng may là các bác quên không nhớ, nhưng mà cái cân này nó sẽ thay cho các bác là nó sẽ nhớ luôn số cân, trừ khi để các bác bấm cái nút này thì nó sẽ mất đi, còn nếu không các bác cứ để đấy là nó sẽ nhớ cái số cân của bác luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, thì giá em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái nhá. Đấy, 60.000 một cái. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cân móc điện tử. Hay còn gọi là cân móc cân C1 các nhá. Cân mã sẽ là C1, giá em đang gửi bác là 60.000 một cái cân nha. 60.000 một cái. Và con này khi mà các bác cân tối đa lên đến được là 50 kg nhá. Đấy, cân tối đa lên đến được là 50 cân
Đó, rất ok, và cân từng gram từng lạng một luôn. Đấy, và cân tối đa là lên đến được là 50 g, thiết kế rất chắc chắn luôn này. Đấy, có phần móc đeo. Đấy, và đây các bác có thể xách vào tay, rồi ở đây cái phần móc đồ vào này, rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 60 ngàn một cái nhá, có màn hình hiển thị điện tử ở trên luôn. 60k một cái cân móc điện tử hay còn gọi là cân móc C1 nhá, 60k một cái, rất ok. Đấy, vừa quay chi tiết bác rồi. Sản phẩm tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào sốt tuy nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Để gửi bác này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá bên em là gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ dễ kiếm, dễ dùng. Đây, input của nó sẽ là DC 5V 1 đến 3 và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000 mAh. Đó, khi mà các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy. Thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V. Đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi, thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, thì đây em lấy ra quay mẫu cho bác này. Thì về các bác cắm vào đây. Đó, nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB này. Các bác cắm vào đây, sau đó các bác cắm trực tiếp nguồn 220 thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhé các bác nhá. Nó lên đèn báo luôn, và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Pin 18650 thì em đang bán đây. Pin này thì hiện tại bên em đang bán là 20.000 một viên nhá, nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em còn các bác có pin rồi thì không cần. Đấy, còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy, thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, các bác thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo luôn quả này. Đấy, thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây. Tháo viên thứ hai này xanh luôn này, tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên, hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì cái con này nó rất là dễ xài, và cái nguồn của nó rất là phổ thông, nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A, tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A. Thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 18650 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB thì mình là sai. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này. Giá của nó sẽ là 20.000 một viên nhá. Đấy, 20.000 một viên. Thì cái này nó cũng dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này. Cái pin này nó chung cái pin này nó dùng rất là nhiều. Bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá. Một viên này là 20.000. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc nguyên cái bộ sạc pin 4 viên này. Sạc pin 18650 4 viên này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là về, đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhé. Đấy, còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30.000 các bác nhá. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng, đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây, đây em ghi giá rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này,
cái con Bluetooth này, đấy cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ linh tự linh với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này là cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30 ngàn nhá. Các bác cứ lên mã nha, cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30 ngàn thì các bác có thể cắm vào đây. Và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần về dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ linh với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm đó. Thì gửi bác là 90 ngàn nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục linh như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động linh với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác di thôi. Đây, thì em di cho bác coi này. Đấy các bác nhìn này, chuột này. Đấy chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy bật lên này. Đây vào chuông này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy đây, vào kênh của em này. Đấy bấm ngon lành, các bác nhìn cái con chuột em di chưa? Đây con chuột em di này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh em đây các bác nhá. Đấy các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy các bác nhìn thấy con chuột này em đang di này. Đấy con chuột đang chạy nhá, là tay em đang gì đây. Đây tay em đang gì đây. Đấy tay em đang gì đây. Đấy gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này. Đấy thấy không. Đây. Đó rất là tiện dụng luôn nhá. Không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn. Người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính. Và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy cứ thế là dùng. Và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này. Nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày cho đến 1 tháng các bác về phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhá. Đấy bảo hành cho bác pin luôn vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2 3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy thấy không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dợ gì nhá. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy mất mượt mà ngon lành nhau nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90 ngàn một cái con chuột không dây này, 90 ngàn một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này. Lấy cái con USB này, cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính. Và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn nhá, rất ok luôn. 90 ngàn một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Tiếp theo thì em về tiếp cho bác cái mã gen con nhật này. Nhiều bác cứ hỏi là cái gen con nhật bên em có bán lẻ hay là bán kiểu dạng ít ít một không, thì nhiều khi các bác là dùng không hết. Đấy thì đây bên em sẽ bán theo một cái bó nhỏ nhỏ này là 10 ngàn một bó nhá. 10 ngàn bó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là một cái combo một bó gen con nhật này. Một cái bó này của nó sẽ gồm có là 5 sợi nhá. Đây này thì em đã cắt sẵn ra đấy và gói nhỏ nhỏ thành một bó này. Đấy của nó sẽ là 5 sợi nhá. 5 sợi từ to nhỏ này. 1 sợi, 2 sợi, 3 sợi, 4 sợi, 5 sợi nhá. 5 sợi là từ 1 ly nhá. Sợi nhỏ nhất của nó sẽ là 1 ly cho đến sợi lớn nhất của nó sẽ là sợi 5 ly nhá. Cái này là dòng gen co nhiệt nhá các bác nhá. Khi mà các bác hơ lửa hoặc là kho nhiệt thì nó sẽ co vào các bác nhá. Thay kiểu dạng băng dính điện các thứ ra thì các bác chuyển sang dùng cái gen co nhiệt cho em. Đấy các bác xỏ vào dây điện sau đó các bác hơ vào nó sẽ co vào nhá. Đấy thì đây
Một cái combo này nó chỉ có 10 ngàn thôi. Về các bác dùng gia đình cái thứ ra. Đấy, gia đình thì không hay dùng nhiều, dùng ít thôi thì các bác mua cho em cái cục này. Nó chỉ có 10 ngàn thôi. Đấy, bỏ ra cho giúp em là 10 ngàn. Một cái combo 5 sợi gen con nhiệt đã bó sẵn vào thành một bó nhỏ nhỏ này các nhá. Đấy, thì lên mã cho em sẽ là combo hoặc là một cái bó gen con nhiệt nha. Thì sẽ có giá là 10 ngàn thôi các nhá. Giá 10 ngàn thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy. Một số mã hàng thanh lý em xả kho cho bác luôn, đồng giá là 10 ngàn luôn. Giá rất rẻ luôn nhá, chỉ có 10 ngàn. Về dùng gia đình một bó là chạm thả mã rồi. Đấy, vì gia đình dùng ít. Bác nào thợ thiền thì có thể mua thêm. Đấy, còn nói chung là gia đình thì các bác dùng 10.000 này thì thả mã luôn rồi. Đó. À, một bó gen con nhiệt đó, hoặc là một combo 5 sợi gen con nhiệt này là 10.000 một combo nhá. Là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy. Hàng chuẩn của Singapore, rất xịn sò, ok. Đấy. Rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24 ml nhá, 24 ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em nên yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt, rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không trẻ con không bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24 ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24 ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24 ml này, 24 ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Rồi, các hàng rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhai. Đấy, còn nếu mà các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. À, hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên bên đấy người ta chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này. Thì đây, bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này, rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy, còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy, không lo mô via chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy, phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 90 độ nha. Đó. Giá nó hiện tại bên em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy, 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy, nó có thể gập vào nhà các bác nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó, 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm đây. Đấy, bình thường này. Đấy, những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy thì về các bác đấu cho em cái này vào này. Đấy, đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này. Đấy, các bác có thể gập vào. Đó, ví dụ như cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào. Đấy, các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó. Đấy các bác nhá, đây.
Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy, nó có thể là gập lại này. Đấy, ví dụ như cái phần khe tường, các bác muốn kê một cái tủ vào đấy ạ. Đấy, các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó, các bác gập xuống này. Đó, nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái chứ, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó, nó có thể gập gọn vào, gập một góc 90 độ nhá. Đó, rất là hay. À, 15k một chiếc phích cắm gập nhá, 15k một chiếc. Cái sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này. Đó là cái bộ nồi Đức 6 món nha, bộ nồi Đức 6 món hàng về shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. À, lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 thôi nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy ship code thì sẽ là đi ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có giá này đâu các bạn. Đó. Đây. Mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này, 1 2 3 4 5 xong một chảo nhá, 5 xong một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này. Made in Germany này. Đó, made in Germany nhá. Quá xịn sò luôn. Đây, đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. À, 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này, đó. Hàng của Đức nhá, made in Germany. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000. Tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn. Để bên em vừa gửi hàng nhanh và thứ hai là nó giá sẽ được giảm các bác nhá. Giá sẽ được giảm đây. Đầu tiên sẽ là một cái song to này. Đấy, một cái song to nhá. Rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng 5 đáy, 5 lớp luôn này. Đấy, song to. Hàng này 5 đáy, 5 lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây, vung kính cường lực trong suốt này, rất là xịn sò nha. Đây, đáy 5 lớp này, đó. England này, đó, rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy, 5 lớp luôn nhá. Đấy, 5 lớp luôn. Quá dày, rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Nó một thời gian bên em nghỉ không bán thì hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán bác luôn. Đây. Con này là con nhớ nhớ này. Có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vung viếc đầy đủ hết luôn. Đây một con này nữa này. Đấy một con này nữa. Thôi nói chung em quay lướt thôi, em cũng không quay chi tiết đâu. Đó, vung viếc nói chung là đầy đủ, vung viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này hoặc các bác úp bát mì thứ đấy rất ok, có tay cầm nhá. Chắc chắn chất lượng luôn. Hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Sáng trưng luôn này. Đấy. Dày dẫn chắc chắn lắm nhá, tay cầm đầy đủ luôn, có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đây, có vung viếc ngon lành luôn này. Đó. Rồi đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá. Chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có dơ khoảng tầm 25 cm nhá. Dơ khoảng tầm 25 cm. Đấy, các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó, hàng 5 đáy này. Đó, chữ trước đầy đủ ở cái phần đáy nồi này. Chắc chắn. Bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vung viếc đầy đủ nhá. Toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4, 4 cái nồi này, 4 cái nồi có quay B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Và em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000.
Đấy. Chuyển khoản hết. Chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhá, em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy các bác cùng xem lại lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship luôn nhá. Đó thì các bác có thể tham khảo bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp dơm, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn, nên các bác yên tâm là sử dụng thoải mái.